Vâng, thì chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì Hà mới xốp tiếp tục lại vừa về xong cập bến đấy nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình, các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60 ngàn một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60 ngàn và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp USA này, đó quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá, và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60 ngàn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60 ngàn. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Mai hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60 ngàn. Đấy, các bác lấy cái nào thì các bác nhá. Đây dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá, vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá, và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất là dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn đẹp bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ, hàng của Mỹ thì yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60 ngàn một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng vòi nối này. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối nhá, để về các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát cho mình, rất tiện dụng luôn mà rất là hay nhá. Con này nó có thể thay đổi rất nhiều chế độ khác nhau. Em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vòi nối lắp vào cái chậu rửa bát nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi, 30k một cái con vòi nối này. Đấy, bình thường là các bác những cái vòi nối thì các bác rẻ tiền, nhưng các bác mua thêm cho em một cái vòi nối để 30.000 lắp vào là đúng như thành một chiếc vòi đắt tiền luôn. Đấy, dùng rất là hay nhá. Đây em móc cho bác coi này, con này thì dễ dàng lắp đặt lắm. Về các bác ở đây nó có cái đầu silicone. Đấy, về các bác ấn vào cái nó co giãn mà, về các bác ấn vào cái vòi nước như mình, sau đó các bác sử dụng thôi, cứ thế xả nước ra. Và đây là nó sẽ có chỉnh các chế độ này, chế độ ra một này hoặc chế độ ra nhiều tia nhá, nước ra rất khỏe, rất đều luôn, rất thích dùng, rất ok. Và ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ uốn cong đi, uốn đi uốn lại, rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi, 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi nối. Đây coi nhá, đây cái vòi anh em là cũng dạng vòi đều thôi nhá, nhưng anh em lắp con này vào thì ngang với lại vòi tiền triệu luôn ạ, dùng thích cực kỳ. Đây em mở nước cho các bác coi này. Đấy, đây không? Nước ra rất đều, và các bác có thể là điều chỉnh các hướng này. Đấy, lăn léo này. Đấy, lăn léo các hướng các kiểu nhá, và các bác có thể điều chỉnh cái vòng này. Đấy, nó ra bằng kiểu một tia này, hoặc là các bác muốn ra nhiều tia nhỉ, tùy nhu cầu nhé. Nước ra rất đều khỏe luôn, và nó rất là hay, nó có thể bẻ uốn như cách xuống kiểu này. Đấy, ngoáy vùng quanh cái chậu rửa này luôn, rất ok, rất là hay. Đấy, 30 ngàn một cái thôi, về lắp vào cái chậu rửa bát hoặc những cái vòi nước như mình xài dùng cho hay lắm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây kẹp gấp này.
cây này về dùng các bác về dùng có hay có cái món nướng cá nướng thịt các thứ giờ các bác về dùng cho em. Đấy, nướng cá hoặc là rán cá hoặc là nướng thịt nhá. Đấy, bình thường là các bác cứ hay phải dùng đũa các bác lật thì nó rất là khó lật, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó rất là hay, các bác xúc nó vào cho các bác lật nó lên ok. Đấy, ví dụ đây em có một cái miếng cá rán này mà hoặc là miếng thịt nướng này. Đấy, các bác xúc nó vào lật lên thế xong đây. Đấy, lách xúc nó vào lật lên thế xong đây. Đó, xúc nó vào này, đặt lên cái ok luôn, rất hay nhá. Mà giá thì bình dân thôi, chỉ có 20.000 một cái này thôi. Đấy, 20k một cái kẹp gấp nha các bác, lên mã cho em sẽ là cái kẹp gấp dùng để nướng thịt này, rồi là mình rán cá này, nướng thịt nướng tiếp những thứ rất ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là 20k một cái nhá, lên mã cho em sẽ là cái cây kẹp gấp 20k. Đấy, 20.000 một cái này thôi, giá hạt rẻ mà bình dân, dùng nhà bếp nhà giáp có thứ dùng rất là hay. Đấy, dùng gia đình như mình. Đấy, xúc vào cái là tính cái ok rồi, 20k một cái. Cái cây gãy lưng thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, và em báo giá luôn, cây gãy lưng này thì giá bình dân thôi, 10.000 nhá, 10.000. Đấy, 10k lên mã em sẽ được cái cây gãy lưng nhá, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng, bình thường là lưng hay là đằng sau những cái chỗ mà các bác không với tay các bác gãy rồi các bác mua cho mấy cây về. Đấy, nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, rất tiện dụng luôn nhá. Cái phần đầu nó dạng nhựa sừng các bác, gãy rất là êm. Đấy, vừa gãy lưng vừa massage. Đấy, kéo dài ra thu ngắn vào, chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, giá hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đó, 10.000 một cây gãy lưng thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây chổi cọ đen này. Cây này em bán nhiều lắm. Đấy, mà dùng rất là hay. Về các bác có những vị trí ngóc ngách các thứ rồi, các bác dùng thì các bác cọ các bác chải sạch lắm. Đấy, đây nó có dần rất nhiều những cái sợi cước khác nhau này. Con này thì dùng rất là bền rồi. Đó, về các bác dùng cọ ngóc ngách những chỗ vị trí khe kẽ là các bác cho vào, các bác đưa vào các bác cọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi cọ đen. Đấy, bên em đang gửi bác giá cây này thì chỉ có là đi 15k thôi. Đấy, 15.000 cho một cái cây chổi cọ đen này, 15k một cây. Về các bác xài cọ ngóc ngách các thứ rất ok. Đấy, lên mã em sẽ cây chổi cọ đen nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, ví dụ những cái chỗ ngóc ngách này, đấy các bác cọ, đấy cọ rất sạch luôn, khe kẽ này. Đấy, những cái bình thường là những cái vị trí khó là những cái chổi to các bác không thể luồn lách được, nhưng mà con này nó nhỏ nhỏ nên là các bác có thể luồn lách vào những cái vị trí khe kẽ, các bác sử dụng các bác cọ rất là sạch nhá. Đây, đấy, dùng rất ok. Đây, đấy, thực tế về sản phẩm này, nhỏ nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy, những cái khe kẽ nhỏ nhỏ các bác luồn lách vào dùng ok lắm. 15k một cây thôi nhá, chổi cọ đen. Bộ lấy giấy tai nhá, bộ lấy giấy tai báo giá bác luôn. Bộ này thì đang có giá là đi 20.000 nhá, 20.000 bộ thôi. Đấy, 20k bộ này. Bộ lấy tai rất nhiều món về các bác dùng để lấy giấy tai. 20k một bộ lấy dây tai nha, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ gọn xinh. Các bác có thể móc làm móc chìa khóa luôn. Đấy, hoặc là mình có thể bỏ túi sách mani chơi đi du lịch, hoặc là mình sử dụng đa năng di chuyển dễ dàng. Đấy, hoặc các bác để ở nhà, bác nào thích dùng riêng tư không muốn dùng chung với ai, các bác có thể mua một bộ này về. Đấy, mình để dùng riêng ra, một bộ rất ok. Một bộ này gồm rất nhiều món khác nhau nhá. Gồm đây, gồm những cái đầu tròn này, đầu lò xo, cái đầu lò xo là lấy thích lắm này. Đấy, các bác gãy ngứa các thứ dùng cái đầu lò xo là thích lắm. Đấy, rồi những cái đầu để lấy dây tai thứ này. Đấy, gồm rất nhiều đầu khác nhau nhá, đựng trong một chiếc hộp. Cái lọ nhỏ nhỏ xinh nha. Đấy, có phần móc đeo chìa khóa luôn. 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lấy dây tai. Đấy, bộ lấy dây tai chỉ có 20.000 thôi. Giá hạt rẻ dễ mua. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái tấm cọ lưng silicone này. Cái lên mã em sẽ cái tấm cọ lưng silicone nhá. Cái này về dùng hay lắm. Đấy, về các bác về dán vào trên tường nhà tắm này, hoặc các bác để mình để dưới cái mặt sàn của nhà tắm được. Đấy, các bác dùng để kỳ cọ lưng này, rồi là kỳ cọ vừa massage người ngậm chân tay rất thích luôn. Đây nó có những cái gai này. Đấy, vừa kết hợp kỳ sạch cái làn da bác nhá. Đấy, cũng như là massage. Đấy, dùng rất là êm ái ok luôn mà sạch cực kỳ. Đấy, chất liệu bằng silicone nên là không lo thấm nước nhá các nhá. Thì dùng xong các bác rửa sạch phơi đi là ok. Đấy, và đằng sau nó có những cái mút đệm mà hít kính hít đá này. Đấy, về các bác có thể dính cái tường là ok luôn, hoặc các bác để dưới sàn nhà tắm thì ok luôn nhá. Đấy, thì em báo giá luôn một cái tấm này bên em đang gửi bác là 30.000 các nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái tấm cọ lưng silicone. Đấy, tấm cọ lưng silicone giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k một cái tấm cọ lưng silicone nha. Đấy, 30.000 về các bác dán lên. Cọ lưng các thứ sạch lắm. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, dán tường này. Đấy, cọ lưng này, kỳ cọ lưng thôi nhá. Kỳ cọ lưng, kỳ tay này. Đấy, kỳ chân, kỳ trước này. Đấy, rồi có thể dán dưới thảm này. Các bác vừa kỳ cọ vừa massage, dùng xong rửa sạch sẽ đi cái là ok. Đấy. Rồi ok các bác nhá.
30k nhá, tấm cọ lưng bằng silicon, có những cái gai nhỏ nhỏ này, dùng thích lắm, 30k một tấm. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái hộp thuốc chuột của Thái này. Đấy, hộp này thì em báo giá luôn 30 ngàn nhá, 30 ngàn một cái hộp thuốc chuột nhà của Thái nha. Đấy, đó là một cái túi bên trong. Đấy, dạng thuốc viên màu hồng. Cái này thì về các bác có chỗ nào có chuột các bác cứ giải ra cho nó ăn thế là xong. Đó, con này bán nhiều mà nhạy lắm. Đấy, hàng của Thái nhá, rất xịn sò, ok luôn. Chuyên các bác dùng để diệt chuột nhá, chuyên dùng để diệt chuột. Đó, hàng bán chạy top 1 của Thái đấy. Đó, hàng một cái túi này được là 80g, một túi này được 80g. Đây 80g này. Đó, lên mã em xem cái thuốc chuột của Thái Lan nhá. Đấy, thuốc chuột Thái Lan bên em đang gửi các bác là 30k. Đấy, 30k một cái hộp thuốc chuột Thái Lan nhỉ. 30.000 một hộp các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bật lửa đồng hồ này, về các bác sử dụng này, các bác mua về biếu tặng làm quà này, mua về sưu tầm rất là đẹp luôn. Đấy, con này là bật lửa kết hợp với có cả đồng hồ luôn. Đẹp lắm. Đây. Đó, đấy, có phần mặt đồng hồ này. Đấy, phần số la mã rất đẹp nhá. Đấy, về các bác sử dụng ấn vào cái là nó chạy luôn này, đây, hiện tại đang chạy này. Đó, và các bác xài thì về bơm ga nhá. Hiện tại thì bên em bán là chỉ có nguyên bật lửa không thôi, không có kèm ga nhá. Về các bác tự bơm ga vào. Đây nó có lỗ bơm ga, có bơm ga vào cái lỗ này là các bác xài thôi. Đấy, và khi mà các bác bật lên thì nó sẽ đẩy cái này lên. Đó, và đồng thời nó sẽ sáng cái đèn của cái đồng hồ lên. Đấy, con này là vừa có hộp quạt bật lửa để các bác xài, vừa có đồng hồ để các bác tiện theo dõi thời gian, rất tiện dụng nhá. Đó, về bơm ga vào là xài. Thế thôi, đồng hồ là chạy sẵn rồi cô nhá. Giá thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái bật lửa đồng hồ nha. Đấy, bật lửa có cả kèm đồng hồ luôn là 90 ngàn một cái nhá. 90 ngàn một cái. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng, đấy, mua về sưu tầm. Bật lửa đồng hồ. Giá 90 ngàn. Đấy, 90k nhá, 90k. Đó, rất đẹp luôn, đựng trong cái hộp rất đẹp. Rất xịn sò này, 90k một cái. Tiếp theo em lên luôn cho bác, đó là cái mã, đó là cái cây hút thiếc này. Đấy, lên mã em cho cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc này. Giá của nó sẽ là 30k. 30 ngàn một cái cây hút thiếc nha. 30 ngàn một cây. Về các bác xài. Các bác muốn vệ sinh cái mối hàn cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác mua cho em mấy cây hút thiếc này về. Đấy, lúc nào các bác cần hút các bác ấn cái này cho em xuống, ấn xuống. Đấy, vào lấy cái bắt đầu các bác dí vào cái chỗ mà mối hàn các bác cần hít, các bác bấm cái. Đấy, phịch cái là sẽ hút thiếc vào. Đấy, hút thiếc vào rất sạch luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Chuyên dùng để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho nó sạch sẽ. Đấy, bình thường là các bác hàn các thứ ra. Đấy, lúc mà những cái thiếc thừa các bác muốn hút ấy, thì nó rất là khó. Để các bác mua cho em cái dụng cụ để về dí vào, bấm đấy, phịch cá đấy nó sẽ hút lên nhá. Con này hút mạnh lắm. Đó, các bác nghe tiếng kêu biết rồi. Đấy, bịch, đó, kêu rất to luôn, hút rất khỏe nhá, lực hít khỏe lắm. Đó thì đang gửi bác là 30k, lên mã nhá, giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để các bác vệ sinh mối hàn, hút thiếc nhá. Cứ lên mã nhá, em sẽ được cái cây hút thiếc. Cây hút thiếc bên em đang gửi bác là 30.000 một cây hút thiếc nha. Đấy, 30k, hàng mới nguyên vỉ luôn. Đó, 30k một cây hút thiếc. Và tiếp theo thì em cũng lên mã xẻ kho cái mã luôn. Đó là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này. Con này thì bữa trước đang bán với bác là 120.000, hôm nay về bác bức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 50k nhá. 50k cho một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này, 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái, về dùng rất ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái chỗ nào mà nó đường đi lối lại này, ở cầu thang này, rồi là ở ngoài cổng này, chỗ đường đi lối lại này. Đấy, các bác đỡ phải lắp công tắc, các bác chỉ việc lắp cho em cái đuôi lên và khi mà có vật thể nó chuyển động qua cảm biến này là tự động đèn nó sẽ sáng lên, còn lúc nào mà không có chuyển động là đèn nó sẽ tự động tắt đi nhé. Đi kèm có cả ốc vít, về bác sắp lắp luôn. Giá thì bình dân thôi, đang giảm giá xả bác luôn, chỉ còn có là đi 50k một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động nha. Đấy, 50k một cái nhá. Về các bác lắp đặt và xài thôi. Con này cứ về lắp đặt và xài dùng dễ lắm. Đấy, mà dùng rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, coi nha. Đấy là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, khi mà có người qua lại là tự động là cái đuôi này nó, cái đèn đuôi đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, tự động nó sẽ sáng lên, dùng rất ok. Đặc biệt các bác lắp ở ngoài cổng là dùng làm cái đèn chống trộm rồi. Đấy, khi mà có chuyển động cái là đèn nó sáng lên, là
trộm nó cũng sợ luôn. Cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy nhá, về bây giờ nó toàn dùng đuôi xoáy phổ thông nên là yên tâm nhá. Đấy, bóng đuôi xoáy và lắp là ok luôn. 50k một cái. À, quay nhanh bác một số cái mã hàng hàng mới với em, hàng vừa về này. Đấy, đó là cái con chuột không dây nhá, chuột không dây em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k nhá, 90k một cái con chuột không dây này. Nó có tích hợp luôn cả pin tích điện luôn nhá. Nghĩa là về là bình thường là những cái con chuột không dây là các bác cứ phải mua pin các bác lắp vào thì thứ nhất là cái pin nó rất là nhanh hết, mà thứ hai là nó cái độ mượt nó không cao như con này, là nó có tích hợp sẵn pin luôn, và khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc ở trong cái hộp này ra, các bác cắm vào đây và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại như mình là các bác sạc nó thôi. Đấy, một con chuột bấm rất là êm luôn, con lăn rất là mượt mà ok. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi, không cần phải dây dợ gì đằng nào, mà thứ hai là các bác không cần phải mua pin vì ở trong này nó đã có sẵn pin tích điện rồi. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào là xài thôi. Đấy, và về thì bên dưới nó có một cái con chip này, về các bác cắm vào cái cổng USB ở trên máy tính như mình và cắm vào là tự động là nó nhận nhé, các bác không cần phải cài đặt bất cứ một cái gì ngoài việc là các bác về bật cho em cái nút on lên này. Đấy, bật cái nút on lên là bắt đầu là chuột nó sẽ hoạt động, trạng thái hoạt động là on, còn nếu các bác muốn tắt đi các bác bật về off có thế thôi. Đấy là các bác xài nhé, không cần dây dợ nhào, và thứ hai là không cần phải pin biết gì. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc và các bác xài nhá. Giá bên em đang gửi bác một cái con chuột không dây này là 90.000 một con. Tiếp theo thì lên nhanh bác luôn, đó là cái cây gãy lưng này thì hiện tại em đang bán giá bình dân thôi, 10.000 nhé, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây gãy lưng đó, bên em đang gửi bác là 10k một cái cây gãy lưng này, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng nhá. Đấy, bình thường là những cái chỗ vị trí khó là các bác không để dùng tay các bác gãy được. Đấy thì các bác kéo dài ra, đấy thò về sau lưng thứ các bác dùng các bác gãy này. Con này của nó cái phần đầu nó dạng nhựa sừng nhá. Đấy, các bác gãy rất là êm ok luôn. Đấy, có thể là thu vào và kéo dài ra được, rất tiện dụng nhá. Giá bên em đang gửi bác giá bình dân hạt rẻ, ai cũng thể mua được luôn. 10k nhá, 10k một cái cây gãy lưng nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị này. Đấy, hàng của thương hiệu JT nhá, JT Tun USA này. Đấy, thì tại vì em đang có hai mã, là một mã là bộ hoa thị này đây. Đấy, bộ này của nó là bộ hoa thị nhá, bộ hoa thị, đầu nó đầu hoa thị này, hay còn gọi là đầu bông ấy, trong nam nhiều bác gọi là bộ lục giác bông ấy. Đấy, còn ở đây hay gọi là bộ hoa thị. Đấy, các bác cứ lên mã anh em cho nó bộ hoa thị nhá, em báo giá luôn. Bên em đang bán đồng giá cái bộ hoa thị hay là bộ lục giác, bán đồng giá luôn các bác là 50k, 50.000 bộ thôi, chỉ có 50.000 một bộ, hàng của Mỹ rất xịn sò luôn, của thương hiệu JT Tun USA nhá. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, kích cỡ của nó từ 1.5 cho đến 10 nhá. Đấy, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đấy, sẽ gồm có là 9 cây. 50.000 một cái bộ lục giác hoa thị nha. Đấy. Còn ngoài ra thì đây có cái bộ, đó là cái bộ lục giác đầu bi nhá. Đấy, bộ này thì sẽ gồm chỉ nguyên đầu lục giác không thôi. Thì đây, nó cũng như bộ kia. Đấy, cũng là 9 cây. Đấy, nhưng có cái là đầu nó khác nhau, của nó là lục giác đầu bi. Bộ này thì bên em cũng bán cho bác là 50.000. Đấy, cũng đồng giá luôn là 50.000, thì các bác lấy bộ nào được. Bảo là bán cho tôi cái bộ hoa thị. Đấy, bộ hoa thị này thì là 50.000, bộ lục giác đầu bi này thì cũng là 50.000 luôn các nhá. Hàng rất đẹp, hàng toàn bộ hàng của JT Tun USA. Đây. Đấy, có thể mở ra này. Đấy, tất cả các kích cỡ khác nhau, anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình này cũng quá ok luôn. Một bộ này chỉ có 50.000 nhá. Đấy, lấy bộ nào báo nha, hoặc các bác có thể lấy cả đội được. Về lắm lúc mình xài vì giá nó rất là bình dân thôi. Đấy, về lắm lúc xài đỡ phải đi mượn mõ hay nào cả, hoặc lắm lúc là cụt chân cụt tay, những cái đồ công cụ cầm tay này các thứ nhiều khi dùng rất là cần luôn đó. Dùng rất là cần luôn, các bác xài rất ok. 50k nhá, bán đồng giá luôn là cái 50.000 một bộ lục giác và hoa thị quá nhá. Bàn chải vàng, cái hộp bàn chải vàng, cái hộp bàn chải 8 cây này, các bác cứ lên mã với em sẽ cái hộp bàn chải 8 cây. Ở cái hộp này em báo giá luôn, giá thì rẻ giật mình bác luôn nhá, 30k nhá, 30k. Các bác cứ lên mã em sẽ cái hộp bàn chải, hộp bàn chải 8 cây. Đấy, hộp bàn chải 8 cây, giá nó sẽ là 30.000 một cái hộp nha. 30k một hộp này nhá, sẽ gồm có là 8 cây đựng trong một chiếc hộp này, rất xịn sò nhá. Hàng đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu đánh răng, một cái đầu đánh răng lông bàn chải rất là mềm. Đó, và một cái đầu rất hay, đó là thiết kế cái đầu dạng đầu cạo lưỡi nhá. Đầu cạo lưỡi bằng silicone. Đó, rất là êm ái ok. Đấy, thì các bác mua một được hai luôn, một đầu đánh răng, một đầu cạo lưỡi về các bác xài luôn. Đó, thì một hộp này là 8 cây. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 30.000 thôi là các bác biết rồi. Đấy, giá nó rất là dễ mua luôn. Đấy, giá siêu tốt nhá. Đấy, bình thường các bác mua ngoài cửa hàng hiệu, các bác mua lẻ một cái này nó phải ví dụ 15.000 một cái bàn chải, mà đây nó chỉ có nghe đánh răng thôi, mà đây là được hai chức năng, vừa đánh răng vừa cạo lưỡi nhá, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, một hộp là 8 cây thôi nhá. Nên mãi em sẽ cái hộp bàn chải 8 cây 30.000 một hộp.
Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con áo mưa của thương hiệu Honda này, áo mưa choàng nhá, mưa choàng nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Về các bác mua về mình vứt cốp xe nhiều khi là rất là cần. Đấy, chẳng may là mưa bất chợt cả các bác có cái là mình sử dụng luôn. Giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k. Cứ lên mã thì em sẽ là áo mưa Honda. Đấy, áo mưa của thương hiệu Honda, hàng thanh lý của công ty Honda nhá. Giá thì bình dân thôi, 30k một cái áo mưa Honda nha. Đấy, nó là dạng áo mưa choàng, áo mưa choàng về các bác vứt cốp xe. Đấy, gói gọn đây nha, vứt trong cốp xe rất nhỏ gọn nha, mình tiện dụng. Đấy, lắm lúc mình mưa bất chợt cá là có cái xài luôn. 30k một cái áo mưa Honda này. Đấy, chủ yếu là chiếc áo mưa dự phòng cũng dùng rất ok. Đây, con này thì hình ảnh thực tế đây, khi mà mặc vào nó sẽ như này nhá. Đấy, khi mà mặc vào nó sẽ như này đó, đây mặc vào sẽ như này. Đấy, nó sẽ che kín được trước đằng sau này, có thấy không? Đó, rất ok. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nói chung là về các bác làm áo mưa dự phòng mình vứt cốp xe là quá ok rồi, nó chỉ có 30.000 nhá. Áo mưa Honda 30k một cái áo mưa Honda nha. Đó là cái lọ kẻ vạch, các bác lên mã giúp em sẽ là cái lọ kẻ vạch nhá. Về các bác nào mà những cái gạch nhà mình nó bị ố rồi là nó bị xấu, nó bị bong ra, thì các bác mua cái lọ này về các bác kẻ lại cái vạch, những cái đá nhà mình nó bị bong ra. Đấy, lên màu rất đẹp luôn. Con này của nó là màu trắng nhá. Một lọ là 300g dùng được rất là nhiều. Đấy, đi em báo giá luôn. Bữa trước lọ này đang bán là 80.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 80.000 em xả luôn bác, giá thì còn có là đi 40k thôi. Đấy, 40k cho một cái lọ kẻ vạch nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là lọ kẻ vạch. Đấy, lọ kẻ vạch 40.000 nhá, đang xả kho, giá rất tốt luôn. Đấy, một lọ là 300g. Đấy, một lọ 300g nhá. Đây em sẽ cho bác xem cái video thực tế về sản phẩm này. Hôm trước lên clip tại Nấm Mốc mà được chỗ trắng chỗ đen, nhìn rất là khó chịu. Ôi giời ơi. Nên mình đã thử sang lọ sơn chỉ gạch này. Trước khi sử dụng thì mọi người cần lau khô sàn nhà tắm rồi sử dụng băng dính như này để dán hai bên viền. Nó sẽ giúp cho lớp sơn không bị lan ra ngoài. Phòng tắm có bao nhiêu khe hở là mình phủ hết, đợi khoảng 1 tiếng cho nó khô lại. Trời ơi, nó đẹp như mới mọi người ạ. Các khe hở em nhem đã được làm sạch hoàn toàn. Mua được em này ưng cái bụng quá các bác ạ. Đấy, có thấy không? Đấy, về các bác như có những cái chỗ mà cái mạch nó bị đen, nó bị xấu ấy, nó bong ra, các bác mua cái lọ về các bác bơm vào. Đấy, sau đó các bác để khô đi và các bác sử dụng thôi. Đấy, nó lên tạo lên cái mạch lên, nhìn nó đẹp, nhìn mới rất ok. Thì đi kèm bên em sẽ gửi kèm một cái đầu vòi nữa, về các bác xoáy với cái nắp này. Đấy, mở cái nắp ra, xoáy cái nắp này vào là xài thôi. Đó, một lọ là 300g nhá. Giá đang bán là 40k, lên mã thì em sẽ là cái lọ kẻ vạch nhá. Đấy, lọ kẻ vạch 40.000 một lọ. Sản phẩm xả kho tiếp theo thì hôm nay tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái cuộn băng keo trong. Đấy, thì hôm nay em cũng xả luôn cái mã luôn. Đấy, đi em báo giá luôn nhá. Bữa trước cái cuộn này đang bán là 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá cực kỳ dễ mua luôn. 20.000 nhá. 20.000 một cái cuộn băng keo trong hai mặt này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn băng keo trong hai mặt, giá của nó sẽ là 20.000. Một cuộn này dài được là 5m nhá. Một cuộn 5m về các bác dính rất nhiều những thiết bị khác nhau. Con này nó là dòng keo siêu dính luôn, dính lắm, dính chắc cực kỳ. Và các bác dính trên mọi chất liệu luôn. Đấy, cái hay của sản phẩm này là nó trong suốt và nó là hai mặt, nó là keo hai mặt và nó trong suốt nha. Đây, đấy, nó là keo hai mặt quá nhá, keo hai mặt và nó trong suốt đây này. Đấy, hai mặt dính luôn, hai mặt dính và nó trong suốt luôn này. Đấy, về các bác lột ra các bác xài, đó, dính và trong suốt. Con này dính cực kỳ chắc luôn, dính chắc lắm. Đấy, đây các bác nhìn này, em lôi một chút mà nó dính đầy vào tay luôn, dính chắc cực kỳ luôn. Đó, thì một cuộn này dài 5m nhá. Giá bên hôm nay em đang xả kho chỉ còn có 20.000 thôi. Đấy, 20k một cái cuộn băng keo trong hai mặt nha. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, có thấy không? Băng dính keo chắc lắm. Hai mặt thì có treo được bình nước 20 lít như quảng cáo hay không? Cùng mình kiểm chứng nha. 1 2 3 4 5. Ui. Mỏi cả tay mà nó còn không rơi ra này. Bình thường anh em hay dùng cái loại băng keo xốp hai mặt như này đúng không? Dán thì cũng tạm được đấy, nhưng mà lúc bóc ra thì ối rồi ôi, keo bám dính đầy trên tường, trên bàn. Cạo đi thì khó, mà không cạo thì nhìn rất là mất thẩm mỹ. Nhưng bây giờ có một cái loại băng keo hai mặt nó dính rất là chặt mà lại tiện lợi hơn rất là nhiều nhá. Anh em dùng dán ổ điện lên tường, lên bàn, dán hộp kỹ thuật chạy dây điện, dán thùng rác vào tường, dán thảm lau cố định trên sàn, treo hoa văn trang trí ngày Tết khắp nhà, hay là cố định đồ đạc giấy lau trên xe ô tô rất là chắc. Lúc không dùng tới thì vẫn có thể nột ra mà không bị bám lại keo trên bề mặt. Một cuộn thế này thì có nhiều kích thước. Đấy, rất ok nhá. Đấy, thì con này nó hay ở cái điểm nữa là bình thường là các bác dùng những cái băng keo truyền thống hay là các bác dính là các bác lột ra là nó hay để lại những cái vân keo, nó rất là bẩn mà rất là khó vệ sinh. Như con này khi mà các bác dính vào bất kỳ một cái vật liệu gì các bác lột ra là nó sẽ ra cả tảng luôn,
ra tất cả toàn bộ những cái băng keo ở đấy luôn, nó không bị bám dính trở lại nhá, nên là dùng rất hay. Đấy, nói chung là dòng băng keo đời mới, băng keo đời mới. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em, sẽ là cái quận băng keo trong hai mặt siêu dính nhá. Đấy, hai mặt phải siêu dính, một quận này là 5 mét. Giá của nó bên em đang xả kho chỉ còn có là đi 20.000 thôi các bác nhá. 20k thôi nhá. Đấy, 20k giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nào. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho cái mã luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U4 các bác nhá. Ổ điện U4 này, hàng của Apple, rất chất lượng luôn. U4. Giá của nó thì em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả cái mã luôn. Bữa trước đang bán bác là đi 90.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua, 60.000 nhá. 60k một cái ổ điện U4 nha. Mã của nó sẽ là U4. Hàng của Apple rất xịn sò. Xịn sò, hàng mới nguyên hộp luôn. Con này về các bác sạc đa năng, rất nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, nó là một cái cục nó chỉ có nguyên cái chân sạc này thôi, nhưng mà nó rất là hay là thiết kế là sẽ có hai cái cổng chân USB và hai cái cổng chân là cái cổng chân PD hay còn gọi là cái cổng chân Type-C nhá. Đấy, hàng Apple này, iPhone 13 Pro Max này, rất ok, xịn sò ngon lành luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là nó sẽ cấp nguồn ra thành một cái cục nha. Đấy, cái này bây giờ là cái chân này cũng khá là hiếm này, các bác mua những cái cục sạc nó rất là đắt, nhưng mà đây các bác mua một cái cục này, một cái ổ này nó lại còn có 4 cổng mà nó còn được tích hợp thêm hai cái cổng Type-C này, nên là khi các bác cắm rất là được nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, vừa có cổng USB, vừa có cổng Type-C. Đấy, cái cổng Type-C này là cắm bây giờ người ta dùng cái cổng Type-C nhiều lắm. Đấy thì các bác nó là cái dạng cổng đời mới đấy, thì các bác mua trong cái bộ này. Đấy thì một cái ổ điện U4 nha. Các bác cứ lên mã cho em, sẽ là cái ổ sạc nó 4 lỗ hay gọi là U4 đấy. Đấy, giá của nó sẽ là 60k nhá, U4 nhá. Nhớ giúp em là mã là U4, ổ điện U4, giá sẽ là 60.000. Giá này hiện tại đang xả kho rất là dễ mua, giá rất là tốt luôn đấy. Bữa trước đang bán là như là 90.000. Đấy, hôm nay em xả cho bác có 60.000 thôi. Đấy, ổ điện U4 nha, hàng của Apple. Giá đang gửi bác là 60k. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái lọ gia vị này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái lọ đựng gia vị hay còn gọi là lọ gia vị đen nhá. Đấy, lọ gia vị đen hoặc là lọ đựng gia vị đều được. Đấy, thì em báo giá luôn một lọ này thì em gửi bác giá thì bình dân thôi. 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nhá. 15k một lọ. 15k trên một lọ này. Còn các bác lấy 3 lọ nhá, 3 lọ thì em sẽ tính bác giá là 40.000. Đấy, 3 lọ trở lên là tính giá là 40.000 cho 3 lọ, còn các bác lấy lẻ một lọ là 15k nhá, giá rất bình dân thôi. Cái này về các bác đựng mắm muối mì chính, hạt tiêu, tiêu đây rất là tiện luôn. Đấy, về đây các bác xoáy cái nắp chặt này vào này. Đấy, lấy cái thìa này ra. Lấy cái chua này ra, các bác cắm vào nhau. Đấy, kết nối cắm vào nhau. Và các bác đổ gia vị đây, và lúc nào các bác muốn lấy gia vị ra thì nó sẽ cắm cái chìa đấy sẵn như này rồi, là các bác chỉ việc cầm vào cái chua này. Đấy, là các bác xúc gia vị ra là các bác tra vào thôi. Đấy, rất tiện dụng nhá. Bình thường là các bác cứ ví dụ tay đang ướt rồi, mình cứ phải thò tay và mình lấy cái muỗng ở trong ra, các mình lấy nó rất là ướt át các thứ này rồi, là nó rất là gây mất vệ sinh cái thứ rồi. Đấy, thì các bác chỉ việc cầm ấy thôi. Đấy, và các bác lấy ra và lúc nào dùng xong là các bác lại đậy vào, thế là xong. Ngon này, kín đáo, ok luôn. Chất liệu nó là thủy tinh nhá, nên là các bác dùng yên tâm, rất an toàn cho sức khỏe nhá. Giá thì 15k nhá, 15k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ gia vị. Đấy, lọ đựng gia vị đen. Giá đang gửi bác là 15k một lọ. 15k một lọ. Các bác lấy 3 lọ nhá. 3 lọ giá của nó sẽ là 40.000. 3 lọ là 40.000, các bác lấy lẻ một lọ là 15k. Đấy, lọ gia vị. Một cái sản phẩm rất hay các bác về xài nhà bếp cho em này, rất ok. Đó là cái chai xịt nhà bếp Kitchen Cleaner này. Đấy, con này thì về các bác xài rất ok. Đấy, về các bác vệ sinh nhà bếp này, đặc biệt là dầu mỡ ở cái khu vực bếp này mình dùng sạch cực kỳ luôn, vì cái chai nhà em đang xài mà. Nó là dạng bọt nha, thì về các bác lắc đều trước khi sử dụng nha, và bắt đầu các bác xịt ra thôi. Đấy, mình gỡ nắp ra này. Sau đó các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào nó bẩn hoặc là chỗ nào nó dầu mỡ ấy, các bác xịt trực tiếp vào cho em. Đấy, sau đó các bác ngâm cho em vài phút và để bắt đầu các bác đợi nó tan cái bọt, bắt đầu các bác có dùng cái rẻ các bác lau, hoặc là các bác kết hợp với lại cái búi rắc sắt các bác đánh, kết hợp với cái bọt này các bác đánh này, rất là sạch luôn. Đấy, nó sạch dầu mỡ lắm, nó không bị nhờn đâu các bác. Dùng xong là các bác dùng cái dung dịch này nó sạch kinh kít luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, một chai này là 500ml nhá, về các bác xài thoải mái luôn. Đấy, chuyên để các bác vệ sinh cho khu vực nhà bếp nhá. Giá nó gì em báo luôn. Lên mã thì em sẽ là cái chai xịt vệ sinh nhà bếp, chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Giá em đang bán một chai này là chỉ có là đi 40.000 thôi, 40k nhá. 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp này, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng bọt nha các bác nhá. Nó là dạng bọt, về các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào bẩn các bác vệ sinh đây. Chai xịt giúp chị em đỡ vất vả hơn trong việc dọn bếp. Đó là bình xịt tẩy rửa Kitchen Cleaner, với khả năng tẩy rửa được các vết bẩn cứng đầu giúp chị em đỡ vất vả hơn. Có thể xịt mọi ngóc ngách, có mùi dễ chịu, còn có thể diệt khuẩn.
Sản phẩm mình để dưới TikTok sắp nhé cả nhà. Đấy, con này dùng rất là hay. Đấy, và con này mùi của nó là mùi hương cam, rất là dùng rất là thơm. Và đặc biệt là còn ngoài ra tẩy sạch còn có chức năng diệt khuẩn nhá. Dùng rất thích, 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Sắp phụ kiện luôn này. Đấy, phụ kiện luôn đó là cái dòng vít nở sắt nhá. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. À, cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt thể 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác sử dụng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, nhưng con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào đấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh này lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25mm. Thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó, vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá. Em lại về cái lô đèn LED 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty, cực kỳ xịn sò gửi bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt đấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn, giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình AQ các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng đấy, có con bình AQ lôi ra cắm cái này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây là hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua chỗ đây. Đấy, còn đây chủ em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, không phải vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây cho em nhá, đấu sai dây là em chịu các nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá. Đây, test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình AQ này, đây em đang có con bình AQ 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá. Đèn sáng lắm con này. Dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này.
Đó đây, em pha bác luôn này. Mà con này pha được rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây, con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm. Các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên bác màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán thì em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000. 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V, 40.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng, về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k thôi nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi da du lịch này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái túi da du lịch nhá. Đấy, túi da du lịch. Chuyên dùng cho bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, cái thứ này các bác đựng đồ này rất ok. Giá em báo luôn 130.000 một cái túi này. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30. Đấy, nhân với 30 nhá. Đấy, 50 nhân dài 50, rộng 30, cao 30. Giá của nó sẽ là 130.000 một cái túi da du lịch nha. Con này thì chất liệu của nó toàn bộ bằng da nhá, toàn bộ bằng da, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác, các bác đựng đồ cho em rất ok luôn. Đấy, con này thì nó có hai chế độ dùng. Các bác có thể vừa dùng, các bác dùng để sách này. Thứ nhất các bác dùng để sách, thứ hai là các bác có thể dùng để đeo chéo qua hông. Các bác xài thì bên trong nó sẽ có đi kèm ra một cái dây nữa, thì về các bác có thể đeo vào. Ở đây nó có cái khuy đeo dây này. Còn bình thường là cái con túi này nhìn sách thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, con túi nhìn sách nó sẽ đẹp hơn. Đây, con túi rất đẹp luôn. Đấy, các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác cho em nhá. Da nó cũng cực kỳ đẹp, cái chất da bóng đẹp mềm, dùng thích lắm. Con này một cái hay của nó nữa là nó có một cái ngăn riêng là các bác đi chơi, đi du lịch, công tác ấy, và các bác hay có những cái ví dụ như những cái đôi giày mà nó bẩn đấy, hoặc là quần áo bẩn, các bác để riêng vào cái ngăn này xem. Đấy, để riêng vào cái ngăn này xem. Còn cái ngăn chính thì các bác đựng đồ. Một cái túi này thì các bác đựng được khá là nhiều đồ luôn. Ví dụ như cái bộ quần áo mùa hè giờ này, như mùa này đang mùa hè, các bác đựng thì chắc phải khoảng tầm 5-7 bộ, chục bộ luôn. Đấy, đựng thoải mái cho em luôn. Rộng to lắm, 50 cơ mà. Dài của nó là 50 mà. Rộng 30, cao 30 nhá. Đấy, và có phần tay sách phụ kiện đầy đủ luôn, là 130.000 một cái túi nhá. 130.000. Đấy, các bác nhìn này. Sách đi này, nhìn quá chất, quá đẹp luôn. Đấy, bóng đẹp, da đẹp lắm, nhìn quá ok. Đấy, các bác cùng xem tiếp video về sản phẩm này. Đấy, túi lên form lên dáng nhìn rất đẹp nhá. Đấy, chống nước ngon lành luôn, có một ngăn để giày này. Đấy, các bác đựng cực kỳ nhiều quần áo luôn, các bác nhìn này. Cả đúng quần áo luôn. Đấy, đựng những cái đồ cá nhân thứ dạng thoải mái chỗ để luôn. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi, khóa khiếc các thứ ngon lành nhá. Đấy, khóa khách ngon lành. Đấy, các bác nhìn người mẫu này, người ta xách lên nhìn rất đẹp, nhìn rất là quý tộc, nhìn rất là chất lượng luôn. 130.000 nhá, túi da du lịch 50 x 30 x 30 nhá. Đấy là kích thước của nó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái mũ chống nắng này. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái mũ chống nắng, em báo giá luôn. Một cái mũ thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Đấy, 50.000 một cái mũ chống nắng nhá. Con này là rất là hay, đặc biệt là cho các bác hay ở ngoài đường nhiều. Đấy, nắng nôi các thứ là các bác mua cho cái mũ này về nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là cái phần vành mũ này.
nó chìa ra rất là nhiều luôn, nên là nó chắn được cái phần nắng được rất là nhiều, để nó bị hắt vào mặt của các bác ấy, là nó chắn được rất là nhiều vì cái phần vành mũ nó thò rất nhiều. Thứ hai là ở cái phần đằng sau là nó có một cái tà rất là dài, đấy, nó sẽ che kín cái phần gáy cũng như cái phần lưng của các bác nhé, để những cái tia nắng nó không bị chiếu vào cái phần nắng, phần lưng, phần gáy, đặc biệt là cái phần gáy chiếu vào rất là khó chịu nhá, rất là rát luôn. Đấy, và ở phần mũ này nó thiết kế nó có cái phần lưới này, đấy, khi mà các bác đội rất là thoáng, không bị ôm, không bị bí đầu. Đấy, và một cái hai nữa của nó là có thiết kế đằng trước này là một cái phần chùm mũi, chùm mũi, chùm mặt đấy, đấy, chùm cái phần mũi mặt chỉ để hở ra hai con mắt thôi, là các bác có cái phần chùm này thay khẩu trang luôn, quá ok. Và một cái dây đeo nhá, một cái dây đeo để các bác khóa hãm vào. Đấy, ví dụ các bác đi gió đi máy là không lo nó bị bay mũ đấy nhá. Đấy, một chiếc mũ thiết kế rất là đẹp, chất lượng luôn, chất liệu 100% vải cốt tông, độ cực kỳ mát và che được rất là nhiều nắng luôn, nói chung độ mát lắm, đặc biệt các bác đi các bác hay phải lao động qua thứ ngoài đường, độ cho em con này rất ok. Mũ chống nắng nhá, các bác lên mã cho em xem là mũ chống nắng, giá bên em đang gửi bác là 50.000 một cái mũ chống nắng này. Đấy, 50.000 cái. Đây các bác cùng xem thực tế cái sản phẩm, hình ảnh người mẫu ra đội này. Đây các bác nhìn này, đấy, lên form có thứ rất đẹp luôn nhá, đấy, che đằng trước đằng sau rất ok các bác nhìn này. Đấy, khi mà đeo quả kính này vào là nó kín mít luôn nhá các bác nhá, kín mít luôn. Đây các bác nhìn này, đấy, rất đẹp luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp, ok luôn. Đây, đấy, lên form lên dáng nhìn rất là đẹp, và cái phần tà trước tà sau nó che kín cái phần đầu của bác luôn. Đấy, tránh tình trạng là đây, tránh tình trạng là các bác bị nắng nó chiếu thẳng vào đầu gây khó chịu nhá. Đấy, rất ok. Đấy, đeo khẩu trang lên là kín ngon lành luôn. Giá nó bình dân thôi, chỉ có 50.000, các bác tội gì các bác không mua, mua về các bác sử dụng, đi làm mua một con này về các bác đội vào đỡ nắng nồi này. Đấy, mình làm là mình quan tâm đến sức khỏe bác nhau nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này. Đấy, một chai này là có dung tích là 450ml nhá các nhá, 450ml, và em báo giá luôn. Cái chai xịt chống thấm này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, về các bác có những cái chỗ nào nó đang bị nứt nở các thứ nào, các bác xịt trực tiếp cho em. Đấy, những cái chỗ phần khe kẽ là nó bị nứt nở, nó thấm nước vào. Thì con này trước khi các bác xịt, các bác vệ sinh sạch sẽ đi, và các bác chọn hôm nào thời tiết nó thật là nắng ấy, nắng nó khô ráo, các bác xịt cho em nhá. Đấy, để trong vòng khoảng tầm từ 24 cho đến 48 tiếng, sau đó là nó sẽ chết keo và nó sẽ khô đi, và nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm chống rột rất ok. Đấy, phần khe kẽ nó bị nứt nhớ các thứ rồi đó, thì các bác xịt trực tiếp cho em. Thì trước khi xài các bác nhớ cho em lắc thật đều nhá. Đấy, lắc thật đều. Đấy, ở đây nó trong này nó có mấy viên bi này, lắc thật đều cho em nhá, nhớ cho em là lắc thật đều. Sau đó là các bác dùng, các bác cứ xịt thẳng vào cho em. Đấy, bóp các bác xịt thẳng vào cho em là các bác xài. Nhớ cho em là lắc đều, vệ sinh cái chỗ cần xịt vào trước khi các bác xịt nhá. Đấy, để trong vòng từ 24 cho đến 48 tiếng là ok. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Một chai này có dung tích là 450ml nhá, 450ml đây các bác cùng xem tiếp video sản phẩm. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiếp cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất ok. Đấy, mà những chỗ nào nó bị nứt rột các thứ các bác xịt trực tiếp cho em là ok. Đấy, đợi trong vòng 24 trong 48 tiếng là nó sẽ khô là ok. 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Đó là cái bàn là hơi nước của Socani này. Đấy, tiếp tục hàng về nhá. Đấy, sản phẩm này thì em báo giá luôn. Giá hiện tại thì bữa trước đang bán như là 350.000, hôm nay em về bác mức giá dễ mua luôn. Giá đang giảm chỉ còn có là đi 310.000, và trong video hôm nay thì bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Bàn là hơi nước thế hệ mới của Socani nhá, của Socani, hàng rất xịn sò ngon lành nha. Đấy, thương hiệu Socani này, công suất sẽ là 1.500W nhá. Đấy, và sử dụng giúp em là điện 220. Cái dòng bàn là đời mới này của nó thì các bác không cần phải, bình thường ấy, là những cái bàn là đời cũ là các bác cứ phải sắp ra bàn này các thứ này, tìm những chỗ mặt phẳng để các bác là. Đấy, nhưng con này là rất là tiện, là nó dùng cái chế độ hơi nước, là các bác chỉ việc là treo quần áo lên và các bác vẫn có thể là được nhá. Đấy, nó rất là rất là nhanh. Đấy, và nó rất là nhỏ gọn tiện lợi, các bác cũng có thể là mang đi chơi, mang đi du lịch được luôn đây này. Đấy, khi mà gấp gọn mà nó rất là gọn luôn. Đấy, mang đi chơi, mang đi du lịch cũng rất là tiện dụng nhá. Thì hướng dẫn các bác cách xài luôn này, thì về các bác lấy ra sau đó các bác mở nó lên này. Đấy, còn các bác muốn gấp gọn và các bác kéo lên cái khóa này, là các bác gấp gọn vào. Đấy, và các bác mở lên kéo tạch cái là xong. Và các bác rút cho em này ra. Đấy, rút cái hộp này ra. Cái hộp này nó sẽ chứa nước nhá. Mở cho em cái van này ra, cái nắp này ra này, cho nước đầy vào đây. Và các bác lại đậy kín cho em cái nắp này vào. Đấy, đậy kín cái nắp này vào và các bác lắp nó vào. Đấy, lắp nó khớp vào. Và bắt đầu là các bác cấp nguồn cho nó nhá. Và khi mà cấp nguồn nó báo đèn đỏ ở đây.
và các bác chỉ việc bấm ở đây thôi. Đấy, ở đây nó có nút bấm này. Đấy, bấm kêu lên tạch 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 này, tạch này. Đấy là cứ thế là hơi nước nó sẽ phun ra và nó các bác cứ thế này các bác dí. Đấy, cứ quần áo các bác treo phẳng này. Các bác dí trực tiếp quần áo các bác vuốt xem, vuốt xem. Đấy, con này thì riêng con này thì nếu mà các bác về mà là không phẳng thì bên em cho bác giả lại luôn. Đấy, hàng này bên em bán cực kỳ nhiều và các bác rất là khen mà nó dùng rất là tiện. Bình thường là những cái bàn là đời cũ là các bác cứ phải giải ra rồi là sắp bàn sắp xếp các thứ những cái mặt phẳng ra để các bác làm, nó rất là bất tiện mất công. Như con này các bác chỉ việc treo lên, sau đó các bác cầm các bác vuốt xem thôi, rất tiện dụng mà ngon lành nhá. Đấy, nó là dòng bàn là thế hệ mới bây giờ. Giá thì bình dân thôi, 310.000 một chiếc bàn là hơi nước của Sukani nha. Công suất 1.500W và sử dụng giúp em là điện 220V. Đấy, 310k một chiếc bao ship luôn. Hàng mới keng nguyên hộp, hàng hãng đàng hoàng nha. Rất chất lượng ngon lành. Đây em sẽ cho bác xem thực tế video về sản phẩm này. Con này em bán rất là hay. Một chiếc bàn là hơi nước cầm tay rất hot một năm về trước. Vậy thì không biết sau một năm sử dụng ấy nó còn tốt không nhỉ? Cùng xem nhá. Về ngoại hình nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian. Chất liệu như ABS khá là bền. Nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay. Một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm. Công suất máy 1.300W làm nóng gần như ngay lập tức. Cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi. Đấy, có thấy không? Đi hai đường cái phẳng lì luôn này, có thấy không? Quần kaki, áo khoác, tất cả đều dùng ngon. Đấy, nó dùng cho tất cả các loại vải luôn, là nhanh lắm mà dễ là cực kỳ ngon luôn. Trừ nhẹ là cái bình nước này chỉ 130ml thôi thì nó chỉ dùng được cho hai cái áo sơ mi, hai cái quần hoặc là một cái áo khoác to. Mẹo nhỏ khi đổ nước các bạn xịt thêm một shot nước hoa vào sẽ khiến quần áo bạn thơm hơn rất nhiều đấy. Sau một năm sử dụng ấy thì mình thấy nó rất là đáng tiền, xứng đáng là ngon, bổ, rẻ. Đấy, có thấy không? Sau một năm sử dụng là các bác thấy người ta review nhá, xứng đáng ba chữ là ngon, bổ, rẻ nhá. Đấy, và em thêm cho bác nữa là một cái từ nữa là chất lượng. Đấy, ngon, bổ, rẻ, chất lượng, nói chung là rất ok luôn. Đấy, dùng cái con bàn là hơi nước đời mới này dùng thích lắm. 310k nhá, 310.000 một chiếc này bao ship. Con này là cái đợt đầu tiên mà nó mới ra này, như hơn 500 ấy, nhà em mua cách đây khoảng tầm hơn 2 năm rồi, nhà em xài con này dùng nghiện luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, 310k bàn là hơi nước của Sukani các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái tai nghe không dây của AirPods Pro, hàng made in Japan nhá, hàng made in Japan này. Đấy, đây, made in Japan và với lại kết hợp với USA hàng Mỹ này, rất xịn sò, ok luôn. Lên mã thì em sẽ là cái sản phẩm là cái tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây kết nối Bluetooth, giá của nó em báo giá luôn. 170.000 một bộ tai nghe không dây nha. Đấy, 170.000 bộ nha, tai nghe không dây. Đấy, cái này con này không cần dây dạng, nó kết nối không dây nhá, kết nối Bluetooth AirPods Pro này. Con này các bác có thể kết nối cho tất cả các loại máy luôn. Đấy, miễn là nó có Bluetooth là các bác kết nối ngon lành nhá. Đấy, miễn có Bluetooth các bác kết nối ngon lành. Hàng mới keng nguyên hộp như này luôn. Đấy, rất xịn sò. Con này thì lâu lâu không quay bác này. Đó, mà giá đợt này cũng đang rất là tốt luôn. Bữa trước đang bán là hơn 200 đấy, đợt này về bác cái mức giá chỉ 170.000 thôi mà dùng cực kỳ ngon lành luôn. Con này được mệnh danh là phòng 3 di động nhá. Đấy, phòng 3 di động nghe bát cực căng, xét sâu, nghe rất hay luôn. Đấy, đây. Design by Apple in California này, sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, tai nghe này. Đấy, có mở lên cái là có đèn báo luôn nhá, rất xịn sò. Đấy, bên dưới là phụ kiện dây sạc các thứ đầy đủ ngon lành luôn. Đấy, thì em sẽ đi vào cái tai nghe chính luôn này. Đây, đấy, một con tai nghe rất xịn sò ngon lành như này. Hàng made in Japan thấy không? Đấy, thì về các bác mở nắp ra, sau đó các bác kết nối với lại con tai nghe này. Cái tên tai nghe này của nó sẽ là AirPods Pro nhá. Đấy, các bác vào tìm Bluetooth cho em. Đấy, sau đó các bác tìm với cái tên nó là AirPods Pro đây, em vào cài đặt này. Các bác ấn Bluetooth và các bác tìm đến cái tên là AirPods Pro này. Đấy, nó có chữ AirPods Pro và các bác bấm kết nối với nó là các bác sẽ kết nối được với cái con tai nghe này thôi. Thế thôi. iPhone này, Samsung này, tất cả các loại máy mà nó có chế độ Bluetooth là các bác kết nối được với con tai nghe này luôn. Đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Về các bác bấm vào là kết nối, sau đó các bác lấy ra và các bác đeo vào tai thôi. Đây này, nó không cần dây dợ gì đâu nha. Đấy, và khi nào mà hết pin thì các bác lấy cái dây sạc trong này ra, cắm vào đây cho em. Đấy, cắm vào cái hộp, cái đốc sạc này của nó này là nó sẽ sạc pin. Đấy, và các bác nghe, các bác kết nối thôi. Một cái lưu ý nho nhỏ khi mà các bác nghe cái tai nghe này là các bác lấy ở cái tay bên nào thì đeo vào tay bên đấy nhá. Ví dụ như là em đang lấy ở tay này là tay phải của em thì các bác đeo vào tay bên phải nhá. Lấy ở tay bên trái thì đeo vào tay bên trái nhá. Đeo giúp em là đúng tai. Nếu mà các bác đeo trái tai là nó sẽ bị lệch ra là cái âm thanh chất lượng nghe nó không hay đâu. Đấy, đeo giúp em là đeo đúng tai vào nhá. Đeo đúng tai vào là nghe rất là ok luôn. Bát căng chắc sâu. Đấy, con này nghe không hay không lấy tiền bác luôn. Nghe hay lắm. Đấy, các bác nghe nhạc sàn, nhạc bodebo rồi là tất cả loại nhạc nghe hay lắm. Nghe nó sâu và nó trầm ấm, nghe thích lắm. Đó. Hàng made in Japan, tai nghe không dây kết nối Bluetooth nhá. Giá của nó sẽ là đi 170.000. Đấy, 170.000. Tên của nó sẽ là tai nghe AirPods Pro nhá các bác nhá. AirPods Pro hàng made in Japan, rất xịn sò luôn, chỉ có 170.000 thôi. Giá rất là rẻ bình dân.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con tăng đơ dòng vàng này. Lên bác em sẽ cái cây tăng đơ dòng vàng nhé, em báo giá bác luôn. Giá thì cũng rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác mùa hè này, các bác cắt tóc này, cho trẻ em, người lớn, người già, các thứ là tất cả mọi người cắt ok luôn nhé. Báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ là tăng đơ dòng vàng. Giá của nó em báo luôn 100.000 một chiếc tăng đơ này. Đấy, 100.000 là đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đấy, sẽ gồm có cho bác là một thân tăng đơ này. Đấy, có hình rồng vàng rất đẹp này. Đấy, mạ đồng màu vàng rất ok. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, rất đầy đủ phụ kiện này. Đi kèm bác là một cái đốc sạc pin nhá các bác nhá. Đấy, một viên pin sử dụng cho em là một viên pin 18650. Thì về hết pin thì bác lại cho vào đây các bác sạc này. Và đi kèm bác là một bộ cữ này các bác nhá, một bộ cữ. Đấy, các dụng cụ đi kèm thêm nữa trong hộp về luôn. Đấy, là chọn một cái bộ này là chỉ có 100.000 thôi nhá. Đấy, chỉ có 100.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Về các bác mở cho em cái nắp ở đít này ra. Sau đó là các bác lắp cho em viên pin vào. Đó, lắp viên pin vào. Đấy, lắp vào. Đấy, lắp vào cái chạy luôn. Và ở đây bên dưới nút nó có mấy công tắc này. Đấy, các bác muốn bật hay tắt thì các bác bấm cái này cho. Đấy, nó sẽ bật tắt ở đây luôn. Rất tiện dụng nhá. Con này thì nó dạng tăng đơ chất lượng rồi. Nó cắt cực kỳ là sắc bén luôn, cắt ngọt lắm. Đấy, dùng độ dùng cũng rất là khỏe, cắt rất ngọt luôn nhá. Đấy, cắt rất ngọt ngào ok luôn. Cắt cực kỳ là đi tóc nhá. Và cắt rất là sạch, về các bác dùng để cắt tóc cắt tí các thứ ok luôn. 100.000 chọn bộ này nhá, 100.000 chọn một bộ này. Và đi kèm là hai của nó là nó dùng cái pin này. Và cái hay của cái sản phẩm này là sử dụng cái pin rời các bạn. Pin rời là ví dụ như là nếu mà hỏng pin ấy là vẫn các bác vẫn có thể thay thế được. Và cái pin này bên em bán rất là nhiều. Nếu các bác muốn mua kèm thêm pin dự phòng thì bên em đang bán kèm thêm cho bác một viên pin 18650 này, với giá sẽ là 20.000 thì các bác có thể mua thêm để về các bác dự phòng. Còn nếu mà mua dùng ít thì mình có sẵn là pin ở trong này rồi thì về các bác chỉ việc xài hết pin thì các bác lại cắm cái sạc này và các bác sạc nó thôi. Thế thôi, giá sẽ là 100.000 nhá, tăng đơ rồng vàng. Đấy, chọn một bộ này là 100k. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, cắt rất là ngọt, cắt rất là sạch luôn, các bác cùng xem này. Cạo đến đâu đi tóc đến đó, siêu an toàn, dễ sử dụng. Tông đơ đều khắc hình rồng đa năng, vừa dùng để cạo tóc vừa có thể dùng để cạo râu hàng ngày, tiện lợi hơn mong. Đấy, con này cả cạo tóc cạo râu luôn nhá. Chi phí hàng triệu đồng không cần ra salon, thay thế cho máy cạo râu thông thường, tiết kiệm chi phí cho nhiều lần sử dụng, thoải mái tạo những kiểu tóc ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian. Tông đơ rồng dùng được cho cả người lớn và trẻ em, an toàn tuyệt đối cho da. Bố mẹ nào ngại đưa con ra salon cắt tóc thì có thể tự tay cắt tóc cho con của mình ngay tại nhà, đảm bảo chưa đến 5 phút. Thật bất ngờ, tông đơ còn có chức năng chấn viền, tato 1001 kiểu, quá đơn giản. Tóc dày hay dài đến mấy cũng có thể sử dụng được. Khi mua sản phẩm được tặng kèm 4 đầu lưỡi khác nhau, một chai dầu tra lưỡi, một bàn chải vệ sinh lưỡi cạo và một dây sạc USB tiện dụng. Nhỏ gọn nhưng tiện dụng vô cùng, mang theo bất cứ đâu, sử dụng bất cứ khi nào muốn. Thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng đồng hồ. Chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc. Đấy, có thấy không? Rất ok luôn. Đấy, cắt cực kỳ là sạch sẽ nhá, cắt rất là ngọt ngào ngon này luôn. Đấy, cắt cái là mẹ trắng phớ luôn này. Đấy, thấy không? Đi rất ngọt ngào nhá. Giá của nó sẽ là đi 100.000 chọn bộ luôn, đầy đủ phụ kiện bên trong hộp luôn nhá. 100k tăng đơ dọc vàng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vít V46 này, bộ vít 46 chi tiết nhá. Em báo giá luôn, bộ này thì đang gửi bác giá sẽ là 120k nhá, 120.000 một cái bộ vít V46 này. Đấy, chỉ 120.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân nhá, 120k. Sẽ gồm có 46 chi tiết, rất nhiều những cái đầu khẩu, đầu vít khác nhau. Đấy, về các bác xài sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền cũng có thể dùng luôn. Đây, chọn một bộ này, đầy đủ đây. Đấy, nguyên hộp nha. Ở bên hàng trên này nó sẽ gồm có các loại đầu vít này, lục giác, hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ, đầy đủ cho bác luôn, về các bác xài nhá. Bên dưới thì là những cái đầu khẩu này, tay khẩu này, tô vít thanh nối dài, rồi là những cái thanh bẻ uốn cong, lò xo xoáy góc khuất này. Đấy, rồi là những cái lắt léo gật gù này, đầy đủ để về các bác xài luôn nhá. Đấy, chọn một bộ này là 46 chi tiết nhá. Đấy, 46 chi tiết trong một cái hộp nha. Đấy, 46 chi tiết trong hộp nha, là về các bác xài, về anh em thợ thuyền xài sửa chữa đồ đạc cho mình, rồi là các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn. 120.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V46 nhá. Đấy, em đang gửi bác giá sẽ là mà 120k một bộ, một hộp là gồm 46 chi tiết, đầu vít, đầu khẩu, các thứ đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn, là nguyên trong hộp này. Đấy, dùng xong là các bác lại cất trong hộp rất là ngon này, ngăn nắp luôn. 120k một bộ nhá. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nước, vòi nước các thứ này. Đấy, lên luôn cho bác đầu tiên đó là cái con vòi đôi này, vòi đôi inox 304 nhá, một con vòi đôi rất chất lượng luôn. Con này thì bên em cũng bán rất là nhiều. Đấy, vòi đôi con này nó sẽ gồm có một đường nước vào và hai đường nước ra. Đấy, và hai cái đường nước ra này thì nó sẽ có là hai cái khóa độc lập của từng đường nước một luôn. Đấy, thì các bác dùng đường nước nào thì các bác mở cho em đường nước ra, không dùng thì các bác đóng lại nhá. Hai khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng vòi nào mở vòi đấy, rất tiện dụng. Và nó có cả những cái đầu chụp đi kèm sẵn nhà luôn.
Đấy, và các bác lắp vào. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá, và chất liệu của nó sẽ là Su 304. Đấy, thấy không? Su 304 này rất xịn sò, cầm một chiếc vòi nặng trịch luôn. Đấy, nặng trịch luôn. Khâu khóa của nó sẽ là khâu đồng vàng ươm luôn này, có nhìn này. Đấy, giá của nó thì em báo luôn. Lên mã luôn em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi inox nhá. Đấy, vòi đôi inox nhá, vòi đôi inox 24, giá của nó thì em báo luôn 60.000 cho một chiếc vòi đôi nhá. 60k một cái. Đấy, 60.000 một cái vòi đôi inox 24, rất chắc chắn chất lượng. Đấy, vào một đường và ra hai đường. Và hai đường này sẽ có là khóa độc lập riêng biệt cho từng đường một luôn, rất tiện dụng nhá. Dùng vòi nào các bác mở vào đấy, không dùng các bác đóng vào. Đấy, rất tiện dụng. Ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác đó là cái vòi đơn. Đấy, các bác thích một vòi thì cũng có luôn. Vòi đơn nhá. Con này thì nó chỉ có một vòi thôi. Về các bác lắp ở đường nước ra thì mình. Đấy, đường nước xả này mình cũng ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng này. Và con này ví dụ lắp ở cái đường ra của máy giặt đấy, ở máy giặt nó hay có những cái đầu chụp này, các bác chụp vào là ok luôn. Đấy, thì đây là phần tay gạt này. Tay gạt êm ái ngon lành luôn. Đây gen nó gen vào đây, gen là gen 21 nhá. Su 304. Hàng này của nó toàn bộ đây nó là dạng inox mờ các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, nó dạng inox mờ, nó không phải inox bóng đâu, nó inox mờ. Đấy, nên là nhìn nó lạ lạ chút này. Đấy, nhưng bây giờ người ta hay dùng inox này này. Inox này thì nó nhìn nó cái màu nó rất là bền. Đấy, nó không như những cái dòng inox bóng mà các bác dùng một thời gian nó bị xỉn, nhưng con này dùng nó rất là bền màu luôn. Đấy. À, con này thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ cái con vòi đơn nhá. Vòi đơn inox 304. Đấy, vòi đơn này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50k. Đấy, vòi đơn là 50 nhá. Còn vòi đôi là 60. Đấy, chênh nhau 10.000. Đấy, các bác lấy vòi nào thì lấy. Vòi đơn là 50, vòi đôi 60. Đây là con vòi đơn này. Đấy. Còn đây con vòi đôi này. Đó. Vòi đôi này là 60, vòi đơn này là 50 nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái vòi nước. Tiếp theo thì đó là cái củ chia này, cái củ chia van chữ T ấy, nhiều bác cứ hay gọi là van chữ T hoặc là cái củ chia cũng được. Đấy, lên mã em sẽ là cái van T, cái van chữ T hoặc là cái củ chia nước 1:2. Đó thì cái này về các bác lắp ở những cái đường nước cho mình để chia đường nước ra. Đấy, một đường vào này và hai đường ra. Gen của nó thì cũng toàn bộ là gen 21, chất liệu thì cũng là Su 304 nhá. Dày rất chắc chắn cực kỳ, các bác nhìn này, cái đường gen nó này rất dày luôn. Đấy, dùng các bác dùng con này thì rất là bền. Đấy, và ở đây là tích hợp cho em là một cái khóa hãm này nữa. Đấy, vừa khóa tắt nước cũng như là giảm áp lực nước nhá. Đấy, và con này rất là hay là ví dụ các bác lắp vào đấy là mỗi khi mà các bác cần dùng ấy mà các bác muốn sửa chữa thì các bác khóa trong con này vào. Đấy, thì các bác rất là tiện cho việc sửa chữa luôn. Đấy, bình thường là các bác phải ra đầu nguồn các bác khóa, nhưng ở đây các bác có sẵn cái khóa này, các bác khóa trực tiếp cái đường nước vào cho là các bác xài thôi. Giá của nó thì em báo luôn, lên mã em sẽ là cái củ chia nước các bác nhá. Củ chia nước hoặc là cái van chữ T, nó sẽ có hai tên gọi khác nhau. Thì các bác nhớ giúp em cái mã này nhá, củ chia nước hoặc là van chữ T cũng được. Van chữ T giá của nó thì sẽ là đi 50.000 nhá, 50.000 một cái củ chia nước hoặc là cái van chữ T đều được, giá của nó sẽ là 50k. Về các bác vào một đường nước này và ra hai đường, và nó có cái khóa vừa giảm áp lực nước vừa bật tắt bằng cái khóa luôn, rất ok. Đấy, inox 34, 50k một cái nhá. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ keo đa năng, dính cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, thay thế các dòng đinh vít các thứ giờ, các bác mua cho em cái lọ keo đa năng này về. Đấy, thì một típ này bên em cũng bán giá bình dân thôi, 20.000 nhá, 20.000 một típ keo đa năng nha. Đấy, 20.000 cho một típ keo đa năng. Đấy, 20k nhá, 20k. Các bác nào mà lấy các bác nào lấy 3 típ nhá, 20k này một típ này. Các bác nào lấy 3 típ thì bên em sẽ để cho bác giá là 50.000 nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là lọ keo đa năng. Đấy, màu xanh đen đây này. Đấy, màu xanh đen. Một típ này của nó sẽ là có trọng lượng là 60g, về các bác dính cũng thoải mái luôn đấy. Đấy, thì con này thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì các bác khi mà các bác dính thì các bác cố định cái chỗ mà các bác cần dính vào, sau đó các bác dính vào và các bác để cho em trong vòng từ 48 cho đến 72 giờ. Đấy, thì keo nó mới cứng, nó mới khô được. Nó không phải dạng khô nhanh như 52 đâu, nên là nhiều bác cứ tưởng là nó khô nhanh như 52, nó cứ bảo về không, bảo không dính. Các bác cứ để hết cái thời gian đi thì đảm bảo bác là nó cực kỳ là dính luôn nhá. Đây này, các bác nhìn này, để trong vòng từ đến tối đa đến 72 tiếng này. Đấy, đến 72 tiếng là nó sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh của con keo nhá, dính chắc lắm. Đấy, dính ok lắm, mà giá bình dân. Nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, dùng rất hay, dính gỗ, dính sắt, dính các kiểu, lại dính các loại vật liệu luôn, dính ngon lành cành đào. 20k một típ nhá, 3 típ là 50.000 nhá, 3 típ là 50.000. Lên mã cho em sẽ là cái keo đa năng xanh đen nhá. Đấy, keo đa năng xanh đen. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. 2. Quảng cáo là keo dính siêu chặt, kết dính được mọi thứ. Ok, kiểm chứng cho anh em cùng xem nhá. Đây là một chiếc cối nặng 8kg và đây là một chiếc móc sắt đã được gắn sẵn bằng loại keo này. 1. 2.
nó chắc thật sự luôn. Keo dán đa năng bám dính rất là chắc chắn trên các bề mặt như là kim loại này, nhựa, gỗ, thủy tinh và cả tường gạch luôn. Hơn 70 cân mà nó còn không bể ra. Loại này thì đặc biệt là rất tiện cho anh em nào cần lắp đặt những đồ dùng trong gia đình lên tường, thay cho những con vít phải khoan bắn vào tường như này. Ví dụ như là kệ treo đồ nhà tắm này, móc treo đồ lên tường, móc đi dây điện. Loại keo này thì nó chống thấm nước, chịu nhiệt và kết dính cực kỳ tốt, nên là nó sẽ gắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau. Cách dùng thì cũng đơn giản, anh em chỉ cần bôi keo, dán xong đợi từ 36 đến 72 tiếng như hướng dẫn sử dụng là có thể dùng được. Lưu ý là khi dán keo xong thì nên dùng băng dính dán lại để cố định, tránh xê dịch khi keo còn chưa khô nha. Kết dính cực kỳ chắc chắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, thay cho cái mớ đinh vít khá là tốn công tốn sức này. Múc combo vài tuyếp như này cho nó rẻ anh em ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì các bác nhớ giúp em là các bác để keo nó khô trong vòng từ 48 cho đến 72 tiếng thì keo nó khô, nó với kết dính, nó với phát huy hết tác dụng của nó. Và nhớ giúp em là khi mà các bác dính cái đồ vật nào ấy thì các bác nhớ giúp em là định vị nó không bị xê dịch thì nó sẽ chết cái keo đấy, thì nó sẽ dính được rất là chắc luôn. Đấy, các bác mà bị xê dịch hoặc các bác để nó thiếu thời gian là nó sẽ không phát huy hết cái tác dụng của con keo nhá. Đấy, một típ này là 20k, các bác lấy 3 típ là 50.000. Lọ keo đa năng một típ là 60k, keo đa năng màu xanh đen này này. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái cuộn dây phơi đồ 5m này, em báo giá luôn. Một cuộn này thì bên em gửi bác giá nó chỉ có 10.000 một cuộn thôi. Đấy, một cuộn dây phơi đồ là 5m, báo giá bác luôn 10.000. Đấy, nó là dòng cuộn, nó là dạng dây phơi, dạng dây dây cước bện nhá các bác nhá, dây cước bện. Dòng này thì em bảo hành cho bác luôn, các bác cứ cho em ra nắng mưa thoải mái bảo hành cho bác luôn nhá. Đấy, riêng dòng này không lo mục luôn, vì thực tế thì em xài con này khoảng tầm 2 năm nay rồi. Em cũng có mấy sợi em vắt ra ngoài để em phơi đồ như em ấy. Nhất là em cứ vắt ra ngoài nắng mưa thoải mái, em không thèm thu vào luôn, cứ vứt đấy vạ vật đấy thoải mái mà nó không vấn đề luôn các bạn. Đấy, vì nó là những cái dòng sợi cước nhỏ nó bện với nhau này, mà cái cước này các bác để ngoài nắng ngoài mưa cũng thoải mái luôn, nó rất là bền bỉ mà nó nồi đồng cua đá dã man. Đấy, và cái con này rất là hay là khi mà các bác phơi nó chia ra những cái ô này, các bác phơi các bác móc quần áo và nó không bị xô áo nhá. Bình thường là các bác dùng những cái dây kia là phơi là nó hay bị xô đồ vào ấy, phơi rất là khó chịu. Nên con này đây là nó chia ra những cái khoảng này, các bác cứ móc vào những cái khoảng này là không là quần áo nó bị rơi hoặc là nó bị xô vào nhau. Thì ở đây thì ở những cái đầu nó sẽ có kèm những cái móc luôn, về các bác móc vào những cái chỗ mà các bác cần móc. Đấy là các bác xài thôi. Một cuộn này dài 5m nhá. Đấy, nếu mà thiếu thì các bác có thể mua 2-3 cuộn một lúc cũng được. Đấy, vì giá nó bình dân nó chỉ có 10.000 thôi nhá. Lên mã thì em sẽ là cái cuộn dây phơi đồ 5m nhá. Giá của nó đang bán là 10k, nó là dạng sợi cước bện siêu bền nhá. Đấy, siêu bền, chịu mưa chịu nắng cực kỳ tốt luôn các bác nhá. Kính lúp thì hàng bên shop tiếp tục lại về này. Em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái kính lúp có đèn trợ sáng nhá. Kính lúp bên em là có đèn trợ sáng, báo giá bác luôn 50k các bác nhá. 50k một cái con kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 thôi. Hàng này thì em báo luôn các bác là hàng bên em chỉ có bán nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Nhiều bác cứ hỏi là sao lại đến nơi nhận hàng tôi không có thấy pin đâu, thì em nói luôn bác là giá này bên em chỉ có bán nguyên kính không thôi, không có kèm pin. Đấy, về thì các bác tự mua pin các bác lắp vào nhá. Tại vì ở đây nó sẽ, nếu mà các bác dùng đèn thì lắp cho em thêm 3 viên pin tiểu con thỏ vào đây. Đấy là các bác xài là có đèn luôn. Thì đây nó có 3 cái đèn trợ sáng này. Ở đây nó sẽ có cả cái công tắc bật tắt đèn luôn, lúc ra dùng là các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi. Và kính nhìn cực kỳ rõ nhá, kính nhìn rõ lắm. Cái này thì em đang quay video nên là ở cái camera ở máy quay nó nhìn nó không được thật như ở mắt thường, chứ còn mắt thường các bác nhìn thật lắm. Đấy, nhìn rất là rõ luôn. Đấy, mắt thường nhìn rất là thật, cái này nó do cái cam của cái máy camera của em nhìn nó không được như ở ngoài mắt thật các bác nhìn. Thì đến nơi các bác cứ mở ra nhận hàng kiểm tra. Đấy, con này em bán cực kỳ nhiều rồi, nhìn rất rõ nha các bác nhá. Thì nó sẽ có hai thấu kính, một thấu kính to, một thấu kính nhỏ này để các bác xài, và có cả đèn trợ sáng. Thì cái đèn trợ sáng này về các bác lắp pin vào các bác xài thôi. Đó, giá bình dân hạt rẻ 50.000 nhá. Đấy, 50.000 một chiếc kính lúp có đèn trợ sáng nhá. Đấy, có đèn trợ sáng 50k một cái. Và em báo luôn là kính lúp này bên em, giá này bên em chỉ có bán nguyên kính lúp không nhá, không có kèm pin. Đấy, nhiều bác về để mà tưởng là có kèm pin, không có kèm pin nhá, chỉ có nguyên kính lúp không. Giá là 50k nhá. Đấy, kính lúp có đèn trợ sáng, giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng lắm, bán cực kỳ nhiều luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái cây vệ sinh, cây chổi quét bụi trần nhà nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây chổi quét bụi trần nhà, em báo giá luôn. Một cái cây này bên em đang gửi bác giá nó chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Một cái cây chổi này nó sẽ gồm có là một đầu chổi và đi kèm là một cái cây cán chổi. Cái cây cán chổi rất hay là nó có thể kéo ra và thu vào được các nhá, rất tiện dụng luôn. Đây em sẽ mở ra bác thực tế một cái cây về cái mã này này. 50.000 em bán cực kỳ nhiều cây luôn. Về các bác vệ sinh trần nhà thì nhức rất sạch sẽ ngon này. Đấy, trần nhà nhiều màng nhện, các bác mua cho em cái cây này về. Đấy, và khi mà
Bình thường là các bác thu gọn nó sẽ như này, còn các bác kéo dài ra nó được dài hơn 2 mét cơ, 2 mét 3, 2 mét 4 ấy, nó khá là dài. Đấy, cộng với người các bác nữa vào khoảng tầm hơn mét nữa rồi là trần khoảng tầm 3-4 mét là các bác chiến cho em thoải mái luôn nhé. Đấy, về các bác vặn cái con này vào này, đấy, vặn vào. Và lúc nào mà xài các bác rút cho em cái này ra, đây rút ra, đấy, rút ra rất là dài luôn nhé. Đấy, rút ra cái này nó nhiều dạng cần câu mà, đấy, kiểu dạng cần câu các bác rút ra, đây coi nhìn này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Đó, kiểu dạng cần câu. Và lúc nào mà cần thì các bác lại thu vào thành một cái chổi ngắn để các bác vệ sinh bên dưới, ví dụ như là thành một cái cây chổi lông xù để các bác vệ sinh bàn ghế bên dưới. Còn lúc nào muốn dài vệ sinh trần nhà các bác rút ra. Đấy, và lúc nào muốn gọn nữa thì các bác tháo ra như này. Đấy, tháo ra nó sẽ gọn vào nhà luôn. Là 50.000 nhá. 50.000 một cái bộ chổi quét trần nhà này. Đấy, cả cán cả đầu chổi luôn là 50k. Và cái đầu chổi rất hay là các bác có thể bẻ cong lên nha. Đó, những cái vị trí ở ngóc ngách các bác luồn vào để các bác vệ sinh cho rất ok. 50k một cây nhá, 50k một cây. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngon lắm, con này bán cực kỳ nhiều luôn. Thôi mà có thể giúp bạn đỡ vất vả hơn mỗi khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Từ khi mà mình sắm cái chổi quét trần nhà này về á, thì phải nói là nó giúp mình xử lý tất cả mọi ngóc ngách ở trên trần cao một cách vô cùng dễ dàng. Mình không có còn phải bắt ghế rồi lấy cái dẻ để lau nữa. Đặc biệt là cái chổi này có thể kéo dài với kích thước là 2m8 lận. Nên cho dù là cái trần nhà của bạn cao cỡ nào, thì cái chổi này cũng có thể xử lý được hết cho bạn nha. Được cái là cái đầu chổi có thể uốn cong, nên là những cái góc nào mà khó á, nó có thể xử lý được luôn cho bạn. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 50k nhá, 50k cây chổi quét bụi trần nhà kéo ra thu vào được nhá, quét trên giờ ra đất tất luôn. 50k một bộ nhà có nhá, 50k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về cái túi thể thao này. Các bác lên mã nha, em sẽ là cái túi thể thao đeo bụng nhá. Túi thể thao là các bác đeo bụng đeo hông để các bác chạy bộ này, tập thể dục thể thao rất tiện dụng luôn. Đấy, bình thường là các bác hay đi tập thể dục thể thao, các bác mang tiền này, mang điện thoại này, mang chai nước đi này, mang chìa khóa thứ đi mà các bác cứ ở cầm tay cái thứ giờ nó rất là bất tiện. Đấy, thì các bác có một cái giải pháp rất hay là các bác mua trong cái túi về, sau đó các bác đeo vòng qua bụng, đeo vào hông ấy, và các bác để những cái đồ dùng cần thiết các bác mang đi. Đấy, đi chơi tập thể dục thể thao này, đi đạp xe này, đi chạy bộ này. Đấy, các thứ rồi. Nói chung là tất cả các món thể thao luôn các bác đựng vào đây. Xem. Đấy, những cái ngăn to này các bác đựng tiền, đựng ví này, đựng điện thoại lên này. Rồi là có những cái ngăn nhỏ. Ngăn nhỏ bên hông này các bác đựng chìa khóa này đây. Bên hông nó có một cái ngăn nhỏ nữa để các bác đựng chìa khóa thứ vào đây cho em ok. Và một cái ngăn rất hay là cái hông bên này là một cái hộc nhai để các bác để chai nước này. Đấy, và đằng ở bên này là cái dây. Cái dây nó các bác đeo qua bụng, sau đó các bác cài nó vào. Đấy, cái này con này cài ra tháo vào cũng rất là tiện. Đấy, ấn vào cái tay cái xong các bác muốn mở ra ấn cho em cái ra. Đấy, và cái dây này các bác có thể thu ngắn lại và các bác cho dài ra được nhá, tùy chỉnh theo cái vòng bụng của bác nhá. Đấy, và cái con này nó co giãn nó rất là ô bụng luôn, các bác chạy bộ cho em thoải mái không lo nó bị rơi rớt đâu. Đấy, rất ok. Đấy, rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp cho em xe này. Cái mã hàng đó là cái túi thể thao nhá, túi thể thao, túi dành cho chuyên dùng cho anh em dân thể thao. Đấy, mang đồ đạc các bác đựng vào cho em rất ok. Túi thể thao giá nó sẽ là 30k nhá, 30k. Lên mã em sẽ là túi thể thao này, 30.000 một cái túi thể thao này, dùng rất tiện luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Con này dùng hay lắm. Đấy, chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao nhá. Đấy, mang đồ mang đạc đi các bác đựng vào cho em rất là gọn gàng ok luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, đeo vào qua hông như này nhá. Đấy, các bác cài đeo vào. Đấy, các bác đựng những cái đồ cần thiết này, mình điện thoại, tiền nong qua thứ giờ các bác đựng hết vào cho em. Đấy, ngon lành kinh đào luôn nhá. Đấy, đẹp đĩa ngon lành luôn. Chạy bộ thoải mái không lo rơi rớt ra nhá. Đó. Chạy nguỳ quỳ luôn không lo rơi rớt nhá. Giá thì bình dân thôi, 50k, chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao. 30k nhá, 30k túi thể thao nhá. Bên mã em sẽ là túi thể thao đeo không. Keo vá tường này. Đấy, về các bác tường nhà bác đang bị nứt này, đang bị bục ra rồi là nó nhiều những cái lỗ đinh các thứ giờ các bác cần vá vào. Đấy, bình thường là các bác cứ phải đi mua hồ miếc các thứ về các bác chét rất là mất công, thì các bác chỉ cần mua cho một cái lọ này về thôi, nó chuyên dùng để vá tường nhá. Một cái típ này cái trọng lượng của nó là 250g, được rất là nhiều luôn đấy, đầy lắm. Đấy, một típ đầy ức luôn mà giá rất là hạt rẻ bình dân thôi, em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ keo vá tường. Đấy, 30.000 thôi nhá, 30.000 một típ keo vá tường 250g nha. Đấy, nó như kiểu cái dạng xi măng khô ấy, nhưng mà nó rất là chắc luôn. Đấy, đây nó đây các bác nhìn này, cái kiểu dạng xi măng keo ấy. Đó, thì về các bác bóp ra và những cái chỗ các bác cần vá, sau đó các bác phết vào và các bác dùng đây thì đi kèm bên em sẽ có gửi kèm là một cái ống cắm này về các bác xoáy vào cái đầu, và một cái này như kiểu là một cái tay gạt để các bác gạt cho nó phẳng cho đẹp đi. Để các bác dùng cái này cho em. Đấy, thì chọn một bộ này, một típ keo vá tường đi kèm những cái phụ kiện này là 30.000 một típ nhá, 30.000 một típ keo vá tường.
Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác cùng coi này. Chuyện là hôm trước mình tháo mấy món đồ setup ở trên tường xuống thì nó bị bung tường và để lại các lỗ khá là xấu anh em ạ. Nên mình đã tìm cách để xử lý, không thì chủ nhà phạt đấy. Và thật may khi mình tìm được em keo phá tường này, rất đơn giản, anh em chỉ cần bóp keo ra và đắp vào vị trí mà anh em muốn che đi, rồi dùng miếng nhựa đi kèm để thể hiện trình độ thợ hồ thợ xây của anh em là xong. Và sau khoảng một ngày thì keo sẽ khô và nhìn cũng khá là ổn so với lớp sơn nguyên bản. Và một tuyếp này cũng rất rẻ, chỉ 20-30 thôi mà vá được rất là nhiều. Ban đầu mình sợ ít nên mua 2 tuyếp cơ mà dùng mới hết một chút của tuyếp đầu tiên anh em ạ. Anh em nào chuyển nhà hoặc muốn cải tạo lại tường thì có thể áp dụng nhá. Đấy, về các bác cứ có lỗ đinh này rồi là những cái tường nó bị nứt, bị bỏ ra thì các bác mua cái lọn về các bác chít nó vào, chét nó vào là xong. Một tuyếp keo vá tường này là 30.000 một tuyếp nhá, đi kèm những cái phụ kiện này là 30k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lọ sáp ong. Các bác cứ lên mã cho em xin cái lọ sáp ong. Cái này sẽ có công dụng là bảo quản đồ gỗ cũng như là đánh bóng, cải tạo lại cái chất gỗ nó mới lên nhá. Nó mới lên, nó bóng, nó đẹp lên. Đấy thì cái này 100% là từ sáp ong tự nhiên. Đấy, một hộp này là 80g nhá. Một hộp 80g thì về các bác cứ xoáy ra, bóc ra, sau đó các bác phết lên đồ gỗ như mình. Đấy, sau đó các bác dùng một cái bàn chải các bác đánh, các bác chà đi. Đấy, chà đi nó sẽ bóng gỗ lên và nó bảo quản gỗ nhá. Bảo quản gỗ không bị mối mọt này. Thứ hai là nó sẽ làm bóng gỗ, đẹp gỗ lên nhá, rất là ok luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ sáp ong. Mùa lọ sáp ong 100% là từ sáp ong tự nhiên này. Đấy, giá của nó được bình dân thôi. 20.000 nhá, 20.000. Một cái lọ sáp ong nha. Đấy 20.000 một lọ sáp ong chuyên dùng để đánh bóng, cải tạo đồ gỗ lại rất là đẹp luôn. Đấy 20k một hộp, một cái hũ sáp ong 80g đồng nhá. Đấy 20k một hũ. Về các bác xài sử dụng, dùng để đánh bóng, cải tạo đồ gỗ, bảo quản đồ gỗ nhá, rất là ok luôn. 20.000 một hũ các bác nhá. Tiếp theo nữa thì đó là cái chai xịt mạ chrome inox này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá. Chai này thì sẽ có dung tích là 350ml, tương đương với lại là 180g. Đấy, chuyên để các bác dùng về để các bác xịt vào những cái chỗ mà nó bị rỉ sét, để nó làm mới cái đồ, những cái đồ kim loại lên. Ví dụ nó bị rỉ sét thì về các bác đánh sạch những cái rỉ sét đi, sau đó các bác xịt lên thì nó sẽ bóng, nó mới lên rất là đẹp luôn. Đó thì một cái chai này bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một chai nhá. 50k một chai. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox này. Đấy, xịt mạ inox nó bóng bóng kiểu màu inox rất là đẹp luôn. Đấy, mà nó cái độ bám dính rất là cao, cái độ bám dính cực kỳ cao nhá. Các bác về vệ sinh cái chỗ các bác cần xịt, sau đó các bác xịt lên nó rất là mới, rất là đẹp, bóng đẹp lắm. Đó thì một cái lọ này là 50.000 nhá. 50.000 một một lọ này là dung tích là 350ml nhá. Đây em sẽ xịt cho bác coi này. Đây trước khi các bác dùng các bác nhớ cho em là lắc đều lên. Đấy lắc đều nhá. Lắc thật đều lên, sau đó các bác xịt vào những cái chỗ các bác cần xịt. Nhớ là trước khi xịt các bác vệ sinh sạch sẽ các chỗ cần xịt đi nhá. Đấy vệ sinh sạch sẽ đi. Đây nha, đây em sẽ xịt cái chỗ này để cho các bác coi này. Đây, em xịt thử này. Đấy có thấy không? Nhìn mới bóng luôn này, thấy không? Các bác nhìn hai bên khác hẳn nhau này. Đấy, một bên chưa xịt này, bên xịt rồi này. Đấy, nhìn nó bóng lên rất là đẹp luôn này. Đấy, bóng điện điện và nhìn nó sáng bóng luôn nhá. Đấy, hai bên nhìn khác nhau. Đấy, các bác để cải tạo những cái chỗ mà nó rỉ sét, đấy nó làm bóng làm đẹp lên. Đấy, nó gọi là cái chai sơn xịt mạ inox nhá. Đấy, sơn xịt mạ inox một chai này là 50.000 thôi, giá bình dân lắm mà rất là hay. Về những cái đồ vật nhà mình nó cũ kỹ các bác xịt vào cho nó mới nó đẹp lên. 50k nhá, chai xịt mạ inox. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng cân tiểu ly. Đấy, cân tiểu ly, cân tối đa được là 5kg nhá. Lên mã em sẽ là cái cân tiểu ly này. Cân tiểu ly, giá của nó thì em báo luôn 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái cân tiểu ly này. Đấy, mới nguyên hộp luôn, về các bác xài sử dụng. Mình cân gia vị trong nhà bếp này, cân công thức làm bánh này, rồi là các thứ rồi. Cân đồ gia vị nấu ăn. Đấy, cân gam rất là chuẩn luôn nhá. Đấy, thì về các bóc ra, sau đó các bác lắp pin vào là xài thôi. Con này nó dùng 2 viên pin tiểu con thỏ. Đây hàng của nó mới keng này. Đấy, mới keng luôn. Đó. Con này cân chuẩn lắm, cân mà cân rất là hay. Cân nhà bếp có thứ các bác cân rất là ngon luôn. Đó. Sử dụng cân gia vị, cân các thứ. Về thì tháo cho em cái nắp đằng sau này. Đấy, lắp cho em 2 viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài. Đây. Đấy, các bác lắp cho em 2 viên pin vào đây. Lắp vào cái là nó nhận nó lên hiện lên màn hình luôn nhá. Đây. Đấy, khi mà lắp vào cái là nó hiện thông số trên màn hình luôn. Là toàn bộ cái thông số là nó sẽ hiện tất trên cái màn hình này các bác nhá. Đấy, và nó cân tối đa được là 5kg nhá. Đấy, cân tối đa được là 5kg. Thì về thì khi mà các bác cân thì nhớ giúp em là các bác để những cái chỗ nào mà thật là bằng phẳng nhá thì cân nó mới chuẩn được. Còn nếu mà các bác để những cái chỗ nào mà nó bập bênh ấy, đấy, mà nó không bằng phẳng là cân nó sẽ bị sai lệch. Đây em sẽ cân test bác coi, các bác nhìn vào cái chỗ màn hình này nó sẽ hiện đây này. Đây.
đây em cân một cái thước ở đây chẳng hạn này. Đó. 315 g nhá. Đấy, rất ok, nó sẽ báo thông số trên này luôn, chuẩn lắm. Đó. Đây cân một cái nhẹ nhẹ hơn một chút này. Đó, 115 g này, nó báo luôn này. Đấy, báo luôn cho bác nhá. Báo luôn. Đây, ví dụ như là một cái cây kìm khá là nặng này. Đó, 360 này. Đấy, nó có báo luôn cái thông số trên cái màn hình luôn nhá, rất tiện. Đấy, về các bác cân gam nhá. Đấy, cân gam, cân những cái công thức nấu ăn, cân ví dụ mắm muối mì chính ở trong nhà bếp này, rồi là cân thuốc, cân men các thứ rồi. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, và nhớ giúp em là để những cái chỗ nào cân thật là bằng phẳng nhá. Và các bác cân, ở đây nó có một cái nút on off, lúc nào giúp các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, tắt đi cho nó đỡ tốn pin nhá. Đó, thì báo giá lại một lần nữa nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái mã hàng đó là cái cân tiểu ly, cân tối đa được là 5 kg nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì lên nhanh luôn đi bác, đó là cái hộp viên tẩy lòng giặt nhá. Một hộp này là 12 viên, về các bác chuyên dùng để các bác tẩy vệ sinh cái máy giặt của bác nhá. Đấy, máy giặt của bác là các bác giặt lâu ngày là nó rất hay bị những cái cặn bẩn các thứ rồi. Đấy, do các bác giặt quần áo là nó sẽ bị két ở trong đấy. Thì các bác một cái cách vệ sinh nhanh nhất, đấy không cần phải gọi thợ thuyền gì, là các bác mua cho một cái hộp này về. Một hộp này là 12 viên. Đấy, một hộp là 12 viên nhá. Thì các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Đấy, tương đương với lại là 12 tháng là cho 12 viên nhá. Đấy, 12 tháng là 12 viên. Là các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Cái con này thì cách sử dụng em báo bác luôn, thì về các bác bật cho em cái chế độ là vệ sinh lồng giặt lên, sau đó là các bác thả cái viên này vào và các bác ấn bắt đầu là máy nó chạy, là các bác thả cái viên này vào và bắt đầu là cứ để máy nó chạy là nó sẽ kết hợp với cái viên này, nó tẩy vệ sinh, kết hợp với cái viên này nó tẩy vệ sinh cái lồng giặt rất là sạch sẽ, thơm tho luôn. Đấy, giá thì một hộp này chỉ có 20.000 thôi có nhá, giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp viên tẩy lồng giặt, một hộp là 12 viên. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên, sạch sẽ ok, thơm tho quần áo. Tẩy lồng giặt này, hộp tẩy lồng giặt 12 viên nhá, giá của nó sẽ là 20.000 một hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên nha. Đấy, dùng nha, mỗi tháng một viên, về cứ thả trực tiếp trong lồng giặt, bật chế độ vệ sinh lồng giặt và bắt đầu nó kết hợp viên này là tự động là nó sẽ tẩy sạch lồng giặt thôi, rất là tiện dụng mà dễ dùng, dễ sử dụng nhá, sạch sẽ ok. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Trong những cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nữ công gia chánh của mình đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vào trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lồng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3 đến 5 viên và các lần sau là mỗi tháng là 1 đến 2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lồng giặt sẵn rồi, cho nên là chỉ cần chọn đúng chế độ và chờ thôi. Xong rồi nè, trời, kết quả sạch bong kim kít luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi, may quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 nhá, hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên. Đó. Tiếp theo thì đó là cái hộp viên vệ sinh bồn cầu này. Đấy, hộp viên vệ sinh bồn cầu nhá. Cái này thì nó sẽ có tác dụng là khử mùi này, diệt khuẩn này, làm sạch mảng bám ở trong bồn cầu này. Đấy, giúp bồn cầu sạch sẽ, thơm to hơn. Đấy, diệt sạch vi khuẩn gây hại gây bệnh nhá. Thì một hộp này cũng là 12 viên luôn. Đấy, cũng hàng của Nhật nhá, rất xịn sò. Đấy, một hộp là 12 viên. Cái này thì về các bác cứ thả trực tiếp vào trong cái két nước nhá, bóc cái dây bóng ra này. Đấy, thả trực tiếp vào trong két nước là các bác xài. Một hộp này là cũng 12 viên, tương đương với lại là các bác dùng cho em cứ một tháng là các bác dùng một viên này, thả trực tiếp vào trong cái két nước nhà mình. Hoặc bác nào mà không có két nước các bác thả trực tiếp vào trong bồn cầu cũng được. Đấy, là nó sẽ sủi tan ra và bắt đầu là nó sẽ vệ sinh khử mùi diệt khuẩn, đấy, thông tắc rồi là làm sạch cái bồn cầu nhà mình nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu. Đấy, tẩy sạch bồn cầu nhá, hộp vệ sinh bồn cầu. Một hộp là 12 viên, giá của nó thì cũng chỉ có 20.000 thôi, 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu. Đấy, viên thả bồn cầu một hộp 12 viên, giá sẽ là 30k. Đấy, vệ sinh bồn cầu này. Vệ sinh bồn cầu nhá. Một hộp là 20.000, 12 viên cũng rất là sạch luôn. Thả trực tiếp vào trong két nước hoặc là thả trực tiếp vào trong bồn cầu luôn. Một hộp 12 viên dùng cho em mỗi tháng một viên nhá. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên. Sạch sẽ ok, ngon lành luôn. Đấy, mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng mà ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cuộn dây phơi này. Các bác lên mã thì em sẽ là cái cuộn dây phơi quần áo, dây phơi đồ. Em báo giá luôn, cuộn này thì bên em gửi bác giá thì cực kỳ hạt rẻ bình dân, 10.000 một cuộn này các nhá. 10.000 một cái cuộn dây phơi có chiều dài kích thước là 5m này. Chất liệu của cái dây phơi này thì của nó là sợi cước các nhá, nó là cái sợi cước, nên là các bác xài ở cái thời tiết ngoài trời như là mưa bão này, rồi là nắng mưa các thứ là xài cho em thoải mái luôn. Riêng cái dòng dây phơi này bên em bảo hành bác luôn nhá, chỉ có 10.000 thôi, bảo hành cho bác luôn về độ bền. Cái vì em xài cái dây này khoảng tầm hơn năm nay rồi, em
em xài em cứ vứt ở trên mái nhà em ấy, cứ chờ nắng trời mưa thoải mái luôn, mà lên nó vẫn còn chắc, có nghĩa là nó không có độ mủn luôn, không có tí mủn nó luôn, có nhìn này đấy, nó rất nhiều những cái sợi cước nhỏ nó bện vào nhưng rất là chắc luôn, và nó sẽ ở hai đầu là nó sẽ có những cái móc này để các bác móc vào những cái vị trí các bác cần móc này, và các bác kéo căng ra để các bác phơi đồ các thứ này, rồi là ví dụ mình làm thành một cái dàn dàn leo cũng được đấy, mua con này về các bác bện thành một cái dàn leo rất ok, vì con này nó chịu nắng chịu mưa rất là tốt nhá. Đấy, sợi cước này, và đặc biệt là con này khi mà các bác phơi đồ là nó có những cái lỗ nhỏ này để khi mà các bác mắc những cái mắc áo vào nó không bị bay nhá, gió to thứ là nó không bị bay, nó không bị siêu vẹo, bình thường là các bác hoặc nó không bị dồn quần áo, bình thường là các bác hay dùng những cái dây bình thường là nó gió to thứ là nó hay bị rơi mắc áo hoặc là hay bị dồn quần áo vào, nhưng con này đây thiết kế những cái khe này để về các bác sử dụng nhá, phơi nó không bị dồn quần áo rất là hay luôn. Đấy, thì một cuộn này là 5 mét này, để về các bác xem, mua cho em một hai cuộn về là thoải mái phơi rồi, 5 mét. Đấy, chập đồ, chập vào, nếu mà muốn nối thêm thì mua thêm 2-3 cuộn. Đấy, thì cứ tăng thêm chiều dài lên 5, 10, 15 đó, thì chỉ có 10.000 một cuộn đấy thôi nhá, lên mã em sẽ là cái cuộn dây phơi 5 mét nhá, 10k một cuộn này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Dây phơi đồ đa năng, dây dài tận 5 mét, chất liệu dây cước ni lông nên rất bền bỉ chắc chắn, dây chịu nặng lên đến 50 kg, thiết kế từng ông nhỏ rất thông minh, dù gió thổi mạnh đến đâu cũng không bị dồn quần áo. Sản phẩm ở phần trưng bày nhé, lắc thoải mái, đây không lo nó bị rụng bị rơi nhá, rất chắc chắn luôn, bảo anh lắc luôn nhá. Dòng dây dây sợi cước này rất là bền quá, mà chiều dài 5 mét rất ok, 10.000 một cuộn dây phơi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lõi lọc nước dùng cho nước sinh hoạt này các bác này. Đấy, thì cái lõi lọc rất là hay, về ví dụ như nước nhà bác hay bị cặn bẩn này, đấy, rồi là những cái dạng tạp chất các thứ rất là nhiều, mà đặc biệt là cái nước nguồn nước ấy, nó ví dụ như là các bác dùng để sinh hoạt này, rồi là cho vào máy giặt này, cho vào máy lọc nước, cho vào bình nóng lạnh, mà những cái rác này vào rất hay bị tắc. Đấy, thì các bác mua cho em cái bộ lọc này về. Đấy, mua cho em cái bộ lọc về là các bác lắp ở những cái vị trí đầu nguồn vào những cái thiết bị mà các bác muốn lọc nhá, ví dụ như là máy giặt này, rồi là bình lọc nước này. Đấy, bình lọc nước, rồi là bình nóng lạnh này, rồi là nguồn nước mình sinh hoạt cũng ok luôn. Đấy, về các bác lắp vào, gen nó sẽ là gen 21 nhá, gen này. Đấy, gen gen đồng luôn này. Đấy, con bên dưới đây đầu vào này, đây đầu ra. Đấy, thì về các bác lắp vào, và cái con này nó có thể tháo ra để rút cái lõi ra để các bác vệ sinh này. Đấy, rút cái lõi này ra, lõi này em không rõ lắm mà đây nó có thể rút cái lõi ra để các bác vệ sinh nhá. Đây nó có một cái màng lưới, mấy cái màng lưới này để các bác rút ra các bác vệ sinh, rất là dễ dàng vệ sinh và sử dụng luôn. Đấy, và giá nó bình dân thôi, em báo giá bác luôn nhá, 50.000 nhá, 50.000 một cái bộ lõi lọc nước sinh hoạt nha. Đấy, 50.000 các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lõi lọc nước sinh hoạt, giá của nó sẽ là 50k một cái. Đấy, lõi lọc nước này, hoặc là bộ lọc nước được, cái lọc nước sinh hoạt đi. Đấy, lọc nước sinh hoạt nhá, giá của nó sẽ là 50k một cái lọc nước nha. Đấy, 50.000 một cái, dùng hay lắm. Đấy, lọc cho những cái thiết bị máy giặt, tủ máy giặt, rồi là bình nóng lạnh, bình lọc nước các thứ rồi. Đấy, lọc qua đi một chút để cho nó sạch những cặn bẩn trước khi vào để nó xử lý tốt hơn, mà ví dụ là vào máy thì nó đỡ những cặn bã này thì nó sẽ đỡ bị tắc máy các thứ nhá, rồi là gây hỏng máy, gây cháy máy. Đấy, nó rất là nhiều những cái công dụng hay của cái sản phẩm nhá, và giá nó chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân mà rất nhiều tác dụng hay. Đây các bác cùng coi video. Đấy, như chính nhà em đây này, là khi xả nước ra ấy, là sẽ có rất nhiều cặn bẩn như thế này. Giải pháp ấy là các bác lắp cái củ lọc nước này vào. Đấy, như nhà em này, em lắp cho chính nhà em luôn nhá. Cái này là nhà em là hay dùng nước mưa ấy, nên là nhiều khi nó có cặn bẩn này, hay là đường ống nước nhà mình ấy nó bị cặn bẩn. Và bây giờ sẽ đổ cái nước bẩn đi này. Đấy, và xả ra đó xem nhá. Đấy, cái lượng nước của nó vẫn mạnh nhá, không bị giảm cái nguồn nước ra đâu. Rồi, đấy vào đây. Đấy, đường nước của nó rất là sạch nhá, sạch trong luôn. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản, các bác thì mình mua một cái gen nhựa 21 để về nhá. Đấy, mình lắp vào như thế này này để mình kết nối nhá. Đấy, xong rồi mình vặn vào thôi. Như vậy ok nhá, đấy nó có gen sẵn rồi ạ. Khi cần vệ sinh ấy thì các bác chỉ việc tháo này ra thôi này. Đấy, đây là lõi lọc, đấy mình sục rửa cho nó sạch nhá. Là ok thôi. Các bác nhà mình dùng cái này thì mình sẽ có một nguồn nước trong sạch để đảm bảo cho sức khỏe này, và đảm bảo cho các thiết bị điện nước trong gia đình nhá. Củ lọc này thì em mình vừa bán này và vừa dùng thực tế ở gia đình luôn, thực sự là hiệu quả đấy ạ. Chưa đến 100.000 đâu, bác nào cần dùng thì sản phẩm em để ở góc trái mình đấy ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, chưa đến 100.000 đâu, giá rất là bình dân thôi mà rất là tốt cho an toàn sức khỏe này, rồi là các thiết bị nhà mình sử dụng nhá. 50k lên mã cho cái củ lọc nước sinh hoạt nhá, 50.000 một cái.
Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái bộ đầu cắt tôn máy khoan. Cái bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá cho bác luôn. Đấy, bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về bác mức giá rất hạt rẻ, dễ mua luôn này. Giảm còn có 100.000 một bộ này. Lên mã nữa em sẽ là cái bộ đầu cắt tôn. Đấy, đầu cắt tôn. Đầu cắt tôn chuyên dùng cho máy khoan nhá. Đấy, chuyên dùng cho máy khoan. Về các bác có cái máy khoan pin, máy khoan điện, máy khoan cầm tay, các bác lắp cho em cái đầu này vào để các bác xài, các bác sử dụng nhá. Đấy, nó dùng để chuyên dùng để cắt tôn nhá. Đấy, cắt tôn rất tiện luôn. Cái này chắc là nhiều bác nghe rồi nhưng mà nhiều bác cũng có thể là chưa biết. Đấy thì đây. Nó sẽ gồm có là một cái đầu này. Đấy, nó có những cái múi này. Đấy, thì về các bác lắp vào thì nó sẽ quay cái múi này nhá. Và nó sẽ cắt và nó sẽ quay kèm cả này nữa, và khi mà nó nghiến vào cái múi tôn nó sẽ đứt cái múi tôn nhá. Đấy, rất là ngọt luôn, cắt ngọt lắm, cắt ok lắm. Cái này em bán cực kỳ nhiều. Và đi kèm là những cái phụ kiện để các bác lắp đặt vào này. Thì ở đây nó có hướng dẫn cách các bác lắp đặt luôn nhá. Đây có hướng dẫn cách các bác lắp đặt. Nói chung là con này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt và dụng thôi. Về có máy khoan là các bác lắp vào là xài luôn nhá. Giá là bình dân, chỉ có 100.000 bộ thôi. Đấy, thay những cái con kéo thứ ra, các bác cắt nó rất là vất vả, mất công. Các bác mua cho em cái bộ này về, cắt rất là nhàn, dễ cắt mà dùng rất hay lắm, mà dùng hay lắm, bán cực kỳ nhiều. Con này em bán nhiều lắm, mà đợt này giá nó đang rất tốt rồi, giá chỉ còn có 100.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ là cái đầu cắt tôn máy khoan 100.000 bộ đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Đây các bác cùng coi này. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển đổi nhé nhá. Đây các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn mà giá chỉ hơn 100.000 thôi. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này, rất ok luôn. Tôn thẳng cũng thế nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Các bác nhìn cắt tôn thẳng này. Đó đấy không, cắt rất là ngọt nha. Đấy, cắt tôn múi hay là tôn thẳng cũng rất ok. Các nhìn tôn múi này. Đấy, cắt ngọt cực kỳ luôn. Đấy, cắt ngon lắm. Đấy, chuyên dùng để các bác cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn sử dụng cho máy khoan. Giá hiện tại em đang bán giá là 100.000 bộ nhá. Tiếp theo thì một cái bộ vít cực kỳ hot và hôm nay em cũng về hàng và cũng lên báo giá lại cho bác luôn. Báo cái giá xả kho bác luôn nhá. Lên mã em sẽ cái bộ vít V38 này, nó sẽ gồm có 38 chi tiết nhá. Bộ vít V38 bữa trước đang bán với bác là 350.000, hôm nay về với bác mức giá giật mình luôn, 260.000 một bộ. Và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, 260.000 một cái bộ vít V38 này. Đấy, sẽ gồm có 38 chi tiết này, gồm có các đầu khẩu từ 5 cho đến 14 này. Đấy, rồi là những cái đầu vít này, cộng này, trừ này, sao này, hoa thị, lục giác đầy đủ hết luôn, đầu u, đầu tam giác các thứ này. Đấy, rồi là thanh nối dài các thứ này, tay lắc, rồi là cây tô vít các thứ đầy đủ luôn. Thì đây một cái bộ này nó chỉ có 260.000 thôi, hiện tại nó giá đang rất tốt, giá bao giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Ở đây trên những cái dãy trên này sẽ gồm có các loại đầu vít này, đầu cộng, đầu trừ, lục giác này, hoa thị này. Đấy, ở đây những cái thanh nối dài thứ này, thanh phụ kiện này, một cái thanh này rất hay, đó là cái thanh lò xo. Cái thanh lò xo này thì các bác có thể xoáy những cái vị trí khó để các bác có thể luồn lách cái này vào để các bác bẻ đây, các bác vẫn có thể xoáy được nhá. Đây này, đấy, cái thanh lò xo đây rất hay. Rồi bên dưới thì nó sẽ gồm có là một cái phần tay lắc có nhá. Đấy, tay lắc này, tay lắc 1/2. Bộ này là hàng của Đức nhá, hàng của Đức này. Made in Germany. Đấy, thấy không? Made in Germany. Tay lắc 1/2 có đảo chiều xoáy nhanh bác luôn. Đấy, có đảo chiều xoáy nhanh luôn nhá có nhá. Đây. Đấy các bác nghe tiếng tạch tạch các bác biết đảo chiều xoáy nhanh ok rồi. Đấy, rồi ngoài ra là ở đây dãy bên dưới này là những cái đầu khẩu này. Ở đây thì sẽ có là một cái cây tô vít này. Đấy, cũng in chữ Made in Germany luôn này, hàng của Đức rất xịn sò nhá. Con này thì cái cây tô vít các bác có thể bẻ một góc 90 độ này, chéo một góc 45 độ này, thẳng này. Đấy, để các bác xoáy này. Con này cũng có xoáy nhanh đảo chiều luôn nhá. Nhá. Đấy, con cây tô vít này cũng có xoáy nhanh đảo chiều luôn, rất chắc chắn. Đấy, vừa có tô vít này, vừa có đầu khẩu để các bác xoáy bu lông này, siết bu lông này, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 260.000 bộ thôi. Đựng trong một chiếc hộp rất là đẹp nha. Đấy, khi nào mà dùng xong là các bác lại dắt các chi tiết đây. Đậy nó vào cái thì ok, có phần móc này, các bác có thể móc treo lên tường, rất gọn gàng ok. Đấy, và chuẩn chỉ nhá, 38 chi tiết trong một hộp vít nha. Giá thì hiện tại đang gửi bác là 260.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V38 nhá. Đấy, V38 260.000 bộ, bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất tốt, đây các bác cùng ngắm lại em nó lần nữa này. Con này nói chung là đợt này nó về cái lô này giá nó quá rẻ rồi. Đấy, mà sản phẩm dùng quá chất lượng luôn. Đây, các bác cùng xem này. Tay lắc tô vít này, đầu khẩu này, mũi vít này, các thứ các kiểu luôn, đầu lò xo, xoáy vị trí khó này, 260k nhá, bao ship tận nhà luôn. Tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã giảm giá cái mã này luôn. À mà cái đợt này nó về cái lô này là cái lô dây này là 30 mét quá nhá. Đấy, lô này dây 30 mét. Trước thì em hay bán là cái mã 20 mét nhưng mà mã mét thì em bỏ mã rồi. Vì
cái mã 3m này giá nó rẻ hơn mà dây lại ngon hơn. Đấy, thì em nhập luôn với bác cái 3m về các bác dùng thoải mái này. Đấy, dùng cho anh em dân công trình này, sự kiện này, hoặc các bác xài gia đình này, cắm quạt quậy này, rồi là các thứ rồi. Đấy, đặc biệt là các bác sử dụng nhà hay có công có việc, các bác dòng ra các bác cắm nhá. Một cuộn này là dài là 3m nhá, dây điện hàng bãi Nhật rất xịn sò. Thì toàn bộ của nó sẽ là đúc hết luôn. Đấy, đầu cắm nguồn của nó đây, đầu cắm nguồn, đầu đúc này và đầu ổ ra này. Đấy, đầu ổ ra này, chân dẹt châm tròn là các bác cắm ok luôn. Đấy, hai chân ba chân cắm hết luôn nhá. Dây thì bao dẻo bao dùng bác luôn. Dây này của nó sẽ là dây lõi 1 chấm nhá. Dây lõi 1 chấm thì các bác xài cho em công suất khoảng tầm 2.500 đến 3.000W đã thoải mái rồi. Đấy, về các bác xài gia đình này, anh em thợ thuyền các thứ này, xài máy khoan, máy móc các thứ giờ thậm chí là những cái con motor khoảng tầm 1.000W, 1.500 là cũng xài thoải mái rồi con ạ. Ok luôn. Giá thì em báo giá luôn nhá. Giá thì bao giá thị trường luôn, cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em xem là cái cuộn dây điện vàng. Cuộn dây điện vàng 30m nhá, 30m này. Dây điện màu vàng 30m, giá của nó thì hiện tại đang gửi bác giá sẽ là 130.000 một cuộn dây này. Đấy, 130.000 một cuộn này. Có tích hợp là đầy đủ cả ổ cả phích luôn. Đấy, cả ổ cả phích này về các bác xài luôn này. Đấy, về cắm vào là các bác cắm cho thiết bị điện là các bác xài thôi. Đó, cuộn dây nguồn màu vàng 30m thôi nhá. 30m, giá của nó sẽ là 130.000 một cuộn này. Đấy, 3m là 130.000 một cuộn là dây điện 30m nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Dây cực kỳ dẻo, dùng chất lắm. Đó, dùng thoải mái luôn. Đây. Nên bác một cái sản phẩm về dùng nhà bếp này. Đó là cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã cái cây kéo cắt gà của Đức này. Cái này thì các bác cắt về cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả xài nhà bếp cho em cũng rất ok luôn. Đây, hàng logo thương hiệu Willing này. Đấy, made in gạc man đĩa bay, em báo giá luôn. Bóng này thì bên em đang gửi bác là 40.000. Đấy, tại sao nó gọi là bóng đĩa bay thì các bác nhìn này, nó như là một cái chiếc đĩa bay. Và cái con này là cái tầm sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng, nó không bị góc chết nhá các bác nhá. Vì nó là một cái mặt phẳng nha. Đấy, nó không bị góc chết. Cái tầm ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng. Đấy, để các bác có thể lắp là nó các bác thả rơi từ trên trần xuống này. Đấy, thả trên trần xuống thì tầm ánh sáng nó ra nó rất là rộng, nó không bị điểm chết nhá, nó không bị điểm mù, nó không bị khuất cái góc nào cả, nên là nó cái tầm tỏa sáng nó rất là rộng. Nên các bác, nếu các bác lắp ở phòng khách các thứ giờ thì các bác lắp xem con này. Đấy, hoặc là view nè, lắp ở những cái con bóng chỗ âm trần các thứ giờ các bác lắp con này cũng vào. Đấy, thay những cái con kia, lắp con này vào thành một con bóng đèn luôn, các bác xài rất ok. Con này bóng sáng lắm. Con này công suất của nó là 40W này, sử dụng cho em điện 220 có nhá, điện 220. Con này thì mã của nó sẽ là bóng đĩa bay, em báo giá luôn là 40.000 một con quả nha. Đấy, bóng đĩa bay. Tên của nó sẽ hơi lạ một chút, đấy có đây không? Rất sáng nhá. Đấy đây không? Sáng lắm con này. Sáng cực kỳ luôn. Đó, rất hay nhá. Mà cái ánh sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng nhá, nó không như những cái ánh sáng những cái con bóng tròn là nó bị góc khuất nhiều, nên là khi mà các bác xài sử dụng là nó không tỏa được ánh sáng rộng. Như con này nó là cái dạng phẳng này nha, khi mà sử dụng cái ánh sáng nó tỏa rất là rộng nhá. Bóng đĩa bay nhá, nhớ mã giùm em, nó sẽ là bóng đĩa bay, công suất là 40W và sử dụng điện 220. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy phổ thông. Đấy, thiết kế rất chắc chắn luôn, là 40.000 một quả nha. Đấy, 40.000 một cái quả bóng đĩa bay này các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn nha. Đấy, hình trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy, hàng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá, em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nha, con này ánh sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường thì sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng led siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt led rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Nhưng con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này, và đấy lại tiếp tục với cái lô này. Đấy,
Thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W. Bóng trụ tròn quá nhá, bóng trụ tròn. Đó đây. Sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này hoặc là cái con bóng đĩa bay vừa quay này thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 các bác nhá. Bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40.000 luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng gửi bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện này này. Đấy, à tích hợp với công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi chưa, bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây, bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy, các bác nhá, rất tiện dụng. Và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi chưa, rất tiện dụng nhá. Nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đuôi đèn này. Đấy, đi đây, hàng của nó đi mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là em đang lấy để em hay test bóng nha bác. Thì em báo giá luôn nhá, các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo, giá của nó sẽ là đi 30k, 30.000 một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo, vì ở đây nó có cái phần lò xo, nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30k một cái đuôi lò xo nhá, 30.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá, các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nào được, mình cứ rút ra cắm ở chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi, và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30k một cái. Thế quân, bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã cho em sẽ là túi da đeo hông nhá, 35.000 một chiếc. À, bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá, thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này, này. Đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây, ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nhá. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy, thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mà hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy, thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha. Đấy, thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đem đeo bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào chưa, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Đấy, đấy, lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này. Đó, rất tiện dụng nhá, rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không. Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy, 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo thôi. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn, điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn, thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha, giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây, để em đếm cho bác là 2 này, 4 này, 4, 6, 8, 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha, thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. À, cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm, và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy, thì em hay gọi là cái vít M625 ấy.
Đó thì gọi là cái vít nở sắt combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác sử dụng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt cũng nhá. Đấy, dùng hai lắp con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, bắt bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh này lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25mm. Thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó, vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000, giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá, keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chắc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá, 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu của nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái
móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi à, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào. Và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn. Nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các bác móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này thì các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây, mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang là các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nhá các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này, nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ, nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, nên khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang cái dây, lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m các bác nhá, giá bên em đang gửi bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây cô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các bác nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, thì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy,
Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhé, hàng của tàu đây, made in China nhé, đấy made in China này. Đấy thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá, vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, hàng hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh cho bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không, đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng của hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu, nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá, 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn, vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây thôi các bạn, không có nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy các nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok, 90.000 một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không có nhiều đâu các nhá. Em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò gửi bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn, đợt này ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm, hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt đấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm cái này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua chỗ đấy. Đấy, còn đây chủ yếu review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi, về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các bác nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá, đây test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không, đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm, con này dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó, đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa. Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa. Đây con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không, quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không, giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn, con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led
12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000. 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen là vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V.